Vâng, Tín Hiền chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục một chương trình video thì hôm nay một số cái mã hàng bên em vừa khui kiện xong này. Đấy, rất nhiều những cái mã hàng hay các bác nhá. Có cái mã cà mèng cặp lồng này. Rồi bắt đầu đang vào mùa hè thì có cái khay đá silicon nhá. Cũng nhiều bác hỏi khay đá silicon này, hôm nay hàng tiếp tục về này. Đấy, và về thêm cho bác một cái lô chảo của Hàn Quốc các bác nhá. Đấy, rất chất lượng luôn. Tí nữa sẽ đi vào quay trực tiếp. Đó thì một số mã hàng mới. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua cứ hóa đơn từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho bác nhé. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhé. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là cái khay đá silicon này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái khay đá silicon nhá. Rất nhiều bác hỏi cái mã khay đá silicon này. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về này. Bắt đầu đang vào mùa hè rồi. Các bác làm đá làm điếc nhiều, đó thì mua đi em cái khay đá silicon này. Cái khay đá này nó cũng như là những cái khay đá thông thường thôi, nhưng mà cái điểm hay của cái sản phẩm này là khi mà các bác lấy đá ra nó rất là dễ lấy. Đấy, thì cái phần dưới đáy nó này, nó thiết kế là cái dạng silicon. Đấy, nó rất là mềm các bạn, rất là mềm. Nên khi mà các bác lấy đá, các bác chỉ việc ấn lên này. Đấy, các bác ấn lên. Đấy. Cái này mặc dù các bác để trong tủ lạnh thoải mái không lo nó bị đông cứng nhá. Nó vẫn rất là mềm. Đấy, các bác chỉ việc ấn cái là đá nó sẽ nhô lên luôn, rất dễ dàng lấy. Và đi kèm là nó sẽ có cả một cái nắp nhựa này nữa. Đấy, để khi mà mỗi lần mà các bác có để chồng với nhau ấy, đấy để chồng nhau là nó không bị dính các khay vào nhau nhá. Đấy, nó không bị dính các khay vào nhau vì nó có cái nó có một cái miếng nhựa này nó đậy lên trên rồi. Đấy, nên các bác để trong tủ lạnh các bác có thể để chồng với nhau nhá, mà không phải là ví dụ bình thường là các bác không có khay là các bác có phải để dàn trải ra, vừa tốn diện tích mà lại không tối ưu được là cái không gian của cái tủ lạnh nhá. Nhiều khi các bác để được mấy khay đá chật bố rồi thì các bác mua cho em cái khay này. Đấy, về là nó có cái nắp này các bác có thể để chồng nhau và khi mà các bác lấy đá ra nó rất là dễ lấy luôn nhá, rất dễ lấy luôn. Đây, cái này thực tế nha, mà cũng đang dùng một cái đây. Đấy, cái này thực tế nha, đang dùng đây, cái khay này em vừa lấy trong tủ lạnh nha này, các bác nhìn này. Đấy, các bác chỉ việc ấn này. Đấy, ấn các bác ấn dưới đít này. Đấy, các bác ấn mạnh em dưới đít, đó là nó đẩy ngay các bạn. Đây, đẩy ngay. Đó, thấy không? Nó rất là dễ dàng lấy các bạn. Đấy, rất là dễ lấy nhá. Mặc dù đây này, đá em để trong tủ lạnh này con này như rất là mềm nhá. Đấy, cái silicone rất là mềm. Đấy, ấn mạnh em cái này. Các bác cứ lấy hai ngón tay các bạn ấn dưới đít này, đó là lên ngay. Nó rất là dễ dàng lấy lên nhá. Đây này. Đấy, viên nào nó cũng dễ lấy lên luôn này. Các bác nhìn không? Đó, đá em vừa lấy tủ lạnh luôn nhá. Đấy, vẫn còn đặc này. Đó, đây này. Đó, lấy ra rất là dễ luôn nhá. Lấy ra rất dễ luôn. Đấy, nên là cái hay của cái khay đá silicon này như thế. Rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm cái khay đá silicon. Đấy, bên em sẽ báo giá bác luôn. À, các bác mua lẻ một khay, thì bên em sẽ bán cho bác giá sẽ là 20.000 một khay nhá. 20.000 một khay. Còn nếu mà các bác khi mà các bác mua theo combo là 3 khay đá một, 3 khay đá thì bên em sẽ tính cho bác giá là 50.000. Đấy, 3 khay là 50.000. Còn các bác mua lẻ một khay thôi nhá. Mua lẻ một khay thì sẽ có giá là 20k một khay nhá. Đấy, mua lẻ một khay là 20. Còn các bác cứ lấy theo combo là 3 khay một thì sẽ có giá là 50.000 thôi nhá. Đấy, 50.000 cho 3 khay đá silicon. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khay đá. Chất liệu là cái đế của nó là đế silicon. Đấy, rất là dễ dàng sử dụng và hay thôi nhá, tiện dụng. 20.000 một cái, lấy lẻ lấy theo combo 3 cái thì sẽ là 50.000 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng cà mèng này. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái cà mèng hoặc là cái cặp lồng đều được nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cà mèng. Ở trong Nam này các bác hay gọi cái này là cà mèng hoặc là ở ngoài Bắc hay gọi là cặp lồng nhá. Đấy, cặp lồng thì em báo giá luôn. Cái này sẽ có dung tích là 1,6 lít nhá. Là giá sẽ là 120.000 một cái nhá, 120.000 một cái. Đây, dung tích 1,6 lít này. Đấy, con này thì các bác mang cơm đi làm này. Đấy, đi làm hoặc là đi bệnh viện này, đi dân văn phòng, đấy, mang cơm mang nước đi làm, anh em công trình công trường mang cơm mang nước đi rất ok nhá. Thì đây, một bộ sản phẩm của nó sẽ gồm có là một cái cặp lồng chính này, đấy, để các bác đựng cơm canh vào đây này, rất dày, rất chắc chắn luôn, dày lắm ạ. Đấy, inox 324, dày dã man luôn, có phần quai sách rất chắc chắn nhá. Đấy, đinh tán này, làm rất thiết kế rất chắc chắn, dày luôn. Đấy, có thể là giữ nhiệt các bác giữ nhiệt cho em thoải mái luôn nhá. Và đi kèm này của nó sẽ có là hai cái khay, đấy, hai cái khay nha. Đấy, thì các bác có thể lồng vào đây. Đấy, ví dụ khay dưới đây các bác để đồ ăn này, hoặc canh kệ các thứ cơm này. Khay bên trên này các bác đựng những cái đồ ăn, ví dụ thịt thà đứng vào đây, ok. Và đi kèm là một cái nắp đậy nha. Đấy, thì các bác xoáy gen vào đây nha. Của nó là dạng gen xoáy, các bác xoáy vào cái là nó đậy kín nó luôn, rất kín nhá. Đấy, các bác xách mang đi mang lại rất ok, rất tiện dụng. Mà chắc chắn bằng inox 34 thì các bác dùng nó rất là an toàn với sức khỏe luôn. Đấy, sáng bóng đẹp tuyệt vời, mới keng nguyên hộp luôn nhá. Và cái nắp đậy này rất hay này, là khi mà các bác mở ra thì nó sẽ biến thành một cái bát các bác nhá. Đấy, biến thành một cái bát để các bác có thể ăn cơm vào đây được luôn. Đấy, thì như các bác mang đi, các bác chỉ mang cho em là một cái thìa một đôi đũa thôi, không cần phải mang bát biết gì cả. Đó, thì đây nó đã có sẵn cái nắp này, là coi như các bác dùng thành một cái bát được luôn rồi, rất tiện dụng luôn. Đấy, phần
quay sách này, sách mang đi mang lại rất ok, dung tích là 1,6 lít nhá, inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời. Giá của nó thì sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cà mèng hoặc là cái cặp lồng đều được nhá. Đấy, 1,6 lít nhá. Giá của nó sẽ là 120.000 một cái cà mèng hoặc là lên mã cho em là cái cặp lồng đều được nhá. 120k dung tích 1,6 lít rất ok, chắc chắn, chất lượng lắm, cầm nặng trịch luôn. Đấy, dày rất inox dày lắm ạ, inox dày. Đấy, vừa có bát này, vừa có khay để các bác đựng đồ ăn các thứ này. Quá tiện dụng luôn. Đấy, đi làm công trình công trường văn phòng rồi ví dụ như là mang cơm cho người ốm người bệnh mang vào bệnh viện cũng ok luôn các nhá, rất tiện dụng. Đấy, bạn lại ok 120k một cái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây, hôm nay bên shop về cho bác một cái lô chảo Hàn Quốc rất là xịn nhá. Đây lô chảo Hàn Quốc này, lô chảo hàng Hàn Quốc. Size này của nó sẽ là size 32 cm, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới hộp, hàng thanh lý siêu thị rất xịn sò. Đấy, em báo giá luôn 140.000 một cái chảo thôi, chỉ có 140.000, giá siêu hạt rẻ nhá. Đấy mà rất chất lượng, chống dính ngon lành luôn nhá. Đấy, chống dính ngon lành đây. Sản phẩm này thì đây sẽ gồm có là vung này, vung kính cường lực trong suốt nhá, để các bác có thể là tiện theo dõi đồ ăn các thứ ok. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là cái phần quai vung. Đấy, cái phần tay nắm và vung ấy để về các bác lắp vào nhá. Còn đây thì em nó quay nhanh thôi thì nó nguyên túi này thì về các bác lắp vào, nó có ốc vít đầy đủ hết rồi, về các bác tự lắp này. Phần cán chảo này thì cũng tháo rời ra không nhá. Đấy, tháo rời luôn đây. Đấy, chữ Hàn Quốc này. Và đi kèm thì sẽ có kèm luôn các bác một cái môi để các bác xào. Đấy, những cái chảo rung dính ấy là các bác xào và các bác nấu, các bác để ý ấy, các bác dùng những cái môi bằng gỗ ấy, những cái đồ bằng gỗ nó đỡ xước cái chống dính thì nó sẽ giữ được bền hơn các bạn, giữ được bền hơn. Đấy thì bên nhà xuất rất cẩn thận là sẽ có kèm các bác một cái môi bằng gỗ này, rất là ok luôn này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc chảo này. Chảo này thì đường kính của nó rất là rộng luôn, 32 cm nhá, và rất sâu lòng nhá. Cái này sâu lòng nó phải dựng lên khoảng tầm 10 cm, sâu lòng lắm. Các bác xào nấu vào đây cho em rất ok. Đấy, xào nấu rán nước rán riếc cho em ok. Bên ngoài bên trong thì đều được tráng tráng một lớp chống dính vân đá nhá. Đấy, tráng một lớp chống dính vân đá này, đây bên trong này, đó bên ngoài này, đó bên ngoài này. Cái này thì có thể dùng được mọi loại bếp luôn nhá, không kén bếp đâu, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ là các bác chơi hết cho em luôn. Đấy, bếp từ, bếp ga là dùng hết luôn, rồi là bếp hồng ngoại, bếp củi, bếp than dùng hết các bác nhá. Đấy, dùng hết luôn đây, tráng tráng chống dính ngon lành thì về các bác chỉ việc lắp đặt và các bác xài thôi. Khi mà gửi thì bên em sẽ tháo rời ra đấy để tiện cho việc vận chuyển nhá. Còn đến nơi thì các bác cứ nhận hàng đấy, sau đó các bác kiểm tra và về các bác tự lắp đặt và các bác xài đó. Thì khi lắp đặt và các bác xài thôi, rất là ok luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha luôn đấy, mới keo nguyên hộp này, các bác có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, quá ok. Đấy, dùng được cho em tất cả các loại bếp nhá, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều được nhá. Và hàng này của nó là hàng size to, hàng size là 32 cm. Nên là khi mà các bác nấu nướng vào đây nó rất là rộng rãi thoải mái nhá các bác nhá. Đấy, nấu nướng đây rất là rộng rãi thoải mái. Và cái hay của sản phẩm này là nó có kèm vung này. Đấy, kèm vung này. Ví dụ như khi mà các bác dán giết các thứ này thì các bác đậy vung vô không nó bị bắn dầu bắn mỡ ra ngoài này. Hoặc là ví dụ các bác mình muốn dán xong mình muốn nấu luôn một cái nồi canh ở đây chẳng hạn này. Đấy thì nó có vung này, các bác nấu luôn một nồi canh. Đấy, có vung viếc đậy vào. Đấy, đun nước các thứ nhanh sôi các bác nhá. Đấy, và ví dụ như mình có hầm hiếc ở đây cũng ok vì nó có cái vung này giữ nhiệt này. Đó, ok luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng mới nguyên hộp nha. Giá sẽ là 140.000 và size của nó sẽ là size 32 cm nhá. Đấy, size 32 cm, size to đúng không nhá, size to đấy, không phải size nhỏ đâu. Đó, rất rất nhá. Phụ kiện thì đầy đủ bên trong chảo luôn, về các bác cứ nhận hàng kiểm tra sau đó về các bác lắp đặt và xài thôi. 140k lên mã giúp em sẽ là cái chảo Hàn Quốc 32 cm nhá, đường kính là 32 cm. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp băng gô này. Đấy, hộp băng gô hay còn gọi nhiều bác hay gọi là cái hộp băng dán vết thương nhá. Đấy, băng dán vết thương. Một hộp này là 100 miếng này. Đấy, 100 miếng thì nó sẽ có 4 loại băng gô trên hình các bác đang coi đây, mà hình tròn này, các loại ngắn ngắn này, loại dài này và các loại nhỏ nhỏ này. Để các bác dính đa năng hầu như là tất cả các loại vết thương. Đấy, từ to đến nhỏ ok luôn nhá. 100 miếng, hàng rất là xịn luôn. Và cái băng dính này nó không như những cái dòng băng dính thông thường ấy, không như những dòng băng gô thông thường các bác mua ngoài chợ đâu. Đấy, ví dụ mua ngoài quán xá đâu. Cái này của nó là hàng siêu dính luôn. Mà ví dụ như là các bác dính xong mà tay chân của bác hoặc những cái chỗ đau, các bác có bị vào nước ấy, không lo nó bị bong đâu nhá, không lo nó bong đâu. Đấy, vì cái này em dùng thực tế rồi, bình thường là các bác hay dùng những cái loại ở cửa hàng cửa hiệu ấy là dính ấy là khi mà gặp nước là rất là dễ bong, như con này này. Cực kỳ ok luôn, về các bác cứ dính thử cho em đi. Đấy, cam kết bác luôn, dùng thích lắm. Đó. Mà một hộp này là 100 miếng, nó có 4 loại băng gô khác nhau này luôn. Đấy, 4 loại này để các bác dính
đa các vết thương đấy, và cũng như là sử dụng cho cả gia đình nhà mình đấy, mua một hộp 100 miếng về xài cả gia đình, xài cả năm giờ luôn đó. Mà giá thì siêu hạt rẻ, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp băng gâu hoặc là hộp băng dán vết thương đều được nhá. Một hộp này thì hiện tại em đang gửi bác là 100 miếng này, với giá nó chỉ có 20k thôi, 20k. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp băng gâu nhá, băng gâu hoặc là băng dán vết thương. Một hộp là 100 miếng là 20k, là nó có đủ loại như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, đóng gói trong hộp này. Về là các bác chỉ việc lấy ra các bác xài, hoặc là nếu mà không thì các bác lấy ra các bác để sẵn luôn vào trong tủ, cái tủ thuốc nhà mình ấy. Về là cứ đến đâu là mình lấy ra mình xài thôi. Đấy, xem cái mẫu nào nó phù hợp với cái vết thương mình bị. Đấy thì các bác lấy các bác dán vào là xài. Hình tròn này, rồi là cái loại ngắn ngắn tầm trung này, cái loại dài hẳn này, và một cái loại nhỏ nhỏ này. Đấy, 4 loại nha, là tổng là 100 miếng nha các bác nhá, 20k một hộp. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái vòi nước V21 này. Các bác cứ lên mã như em sẽ cái vòi nước đơn hoặc là cái vòi nước V21 đều được nhá. Đấy, một chiếc vòi nước inox 304 rất là xịn luôn. Đấy, về các bác lắp đặt vào cái phần hệ thống nước nhà mình các bác xài nhá. Con này thì inox 304. Đấy, phần khóa đây cực kỳ trơn tru, dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, và lượng nước ra rất là đều. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Gen là gen 21 này. Đấy, gen 21 về các bác sử dụng. Đấy, đây nó có cả một cái phần khớp nối nhanh này. Đấy, đây, tay gạt của nhá, tay gạt là rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Nó rất là êm luôn nhá. Đấy, con này dùng ok lắm, dùng chắc chắn và bền. Riêng những cái dòng inox các bác dùng thì siêu bền rồi. Đấy, đây, phần núm này. À, em báo giá luôn nhá, các bác cứ lên mã cho em sẽ cái vòi nước V21 hoặc là vòi nước đơn đều được. Đấy, vòi đơn V21 nhá. Đấy, V21 này. Em báo giá luôn, giá chỉ có 50 ngàn thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán xá ra ít thì người ta phải bán cho bác khoảng tầm 70-80 nghìn một cái. Đấy, bên em gửi bác giá siêu tốt luôn. Đấy, inox 34 mà nó chỉ có 50 ngàn một cái thôi. Đấy, tay gạt rất êm. Về các bác kết nối vào những cái gen 21, những cái vòi nước có sẵn nhà mình ấy. Đấy, các bác thay những vòi nhựa đi, chuyển sang dùng những con vòi inox cho em rất là bền luôn. Đấy, sử dụng ok, tay gạt nhẹ nhàng tình cảm nhá. 50k một cái thôi. Vòi đơn V21 nhá, có nhá. Vòi đơn V21 50k, inox 34 luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái lọ gia vị này. Các bác lên mã giúp em sẽ là cái lọ đựng gia vị nhá. Đấy, lọ đựng gia vị em bán giá luôn. Một lọ này hiện tại em đang bán giá sẽ là 15k nhá. 15k một cái lọ gia vị nha. Đấy, 15k một lọ, giá rất hạt rẻ bình dân. Mà về các bác dùng đựng gia vị cực kỳ hay luôn. Đấy, cái này anh em dùng hay lắm. Ở đây. Sản phẩm thì cái phần thân của nó là bằng thủy tinh nhá, nên các bác dùng rất yên tâm rồi. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là phần nắp này và một cái rất là hay. Đấy thì về thì các bác tháo cái này ra. Đấy, sau đó các bác lắp vào đây xem. Lắp vào đây, đấy gen xoáy mà. Lắp đây, sau đó các bác đổ gia vị vào và các bác lấy cái phần núm lồi này nó vào một cái thìa này các bác cắm vào. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, các bác cắm chặt vào nhá. Và lúc nào mà các bác lấy gia vị thì các bác bình thường các bác đậy nhanh nhá. Còn nếu các bác muốn lấy gia vị các bác mở nắp ra, xúc xem cái, hất ra, xúc gia vị mì chính mắm muối thứ các bác xúc cái hất ra. Thế là xong. Đấy, không cần mình bình thường là các bác cứ hay phải thò tay, hoặc thậm chí là khi mà tay ướt các bác thò vào đấy hay bị ướt gia vị, rất là khó dùng mà rất là khó sử dụng nhá. Thì các bác mua trong này về một cái sản phẩm rất thông minh luôn đấy, chỉ việc cầm một cái núm này rút ra cái lấy gia vị hất ra cái tra vào đấy, khi mà tra xong cái lại đậy kín vào đó, kín mít ngon lành luôn nhá. Phần trên này nhựa ABS, phần dưới thì là thủy tinh trong suốt rất chắc chắn luôn. 15k một cái lọ thôi nhá, chỉ có 15 ngàn. Lên mã em sẽ cái lọ gia vị nhá, 15k một cái. Thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng pin 9V này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, cái này thì về các bác lắp được khá nhiều thiết bị này rồi, các bác sử dụng chế cháo rất hay luôn. Con này công suất của nó sẽ là 9V nhá. Đấy, hàng rất là chuẩn dung lượng luôn. Em báo giá luôn nhá. 10.000 viên này thôi, 10.000 một cái viên này. Đấy, về các bác dùng rất nhiều thiết bị dùng cái pin này này. Đây là cái chân pin nó này. Đấy, chân pin nó này nhá. Pin 9V, các bác cứ lên mã cho em sẽ là pin 9V đi. Em báo giá luôn là 10k một viên. Đấy, 10k một cái viên pin 9V này, chỉ có 10.000 viên thôi. Về giá rất hạt rẻ bình dân. Về các bác sử dụng thay thế nhiều những thiết bị nó dùng cái pin này, rồi là về chế cháo thứ rồi. Đấy, con này dùng hay lắm. Đó, 10k viên nhá. Lên bạn em sẽ là pin 9V, 10k viên. Tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác đó là cái dụng cụ xúc đá này, xúc đá, xúc bột, xúc gạo các thứ này, dùng rất ok. Đặc biệt là các bác dùng để xúc đá nữa. Con này chất liệu thì toàn bộ bằng inox 304 luôn. Đấy, về các bác cứ nhận hàng test 500 cho em thoải mái đây. Test 500 thoải mái này, không hút luôn. Đấy, test 500. Cái nào thoải mái nhá. Đấy, bằng inox 34 rất xịn sò, ok nha. Đó, rất ok. Về các bác dùng để xúc gạo này, xúc bột này, xúc đá này, đặc biệt là các bác xúc đá nhá. Đấy, mùa hè các bác xúc đá rất ok luôn. À, báo giá bác luôn. Cái này thì tại em đang gửi bác một cái dụng cụ xúc đá như này với giá sẽ là 40k một cái. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ xúc đá nhá. Dụng cụ để các bác xúc đá, xúc bột, xúc gạo nhá. 40k một cái này, bằng inox 34. Đấy, nó có phần tay cầm này, cả cái móc treo.
Đó, về các bác dùng để xúc xúc các thứ ra 40k một cái, giá rất bình dân mà nói chung dùng gia đình dùng trong rất nhiều việc luôn, dùng hay lắm. Bóng đèn 3W thì hàng lại tiếp tục về số lượng lớn để gửi các bác này. Báo giá bác luôn là 10.000 một quả nha các bác nhá, 10.000 một quả thôi. Con này công suất của nó sẽ là 3W nhá. Công suất nó rất là nhỏ và sử dụng điện 220. Ánh sáng của nó sẽ là ánh sáng màu trắng nhá. Cái này về các bác lắp hay lắp cho những cái đèn trang trí, đèn vườn cái thứ rồi đấy. Đấy rồi, ví dụ như là các bác lắp ở đường đi đối lại này, lắp ở cầu thang hoặc là lắp cổng các bác thắp sáng qua đêm được. Vì cái con này cái công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi, nó không tốn quá nhiều tiền điện. Đấy, nên là các bác lắp có thể là thắp sáng qua đêm thoải mái luôn. Đấy, vì công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi mà đèn rất là sáng nhá. Các bác lắp ở đường đi đối lại này, lắp ở cầu thang, lắp ở nhà vệ sinh, nhà tắm các thứ rồi. Đấy, lắp ở cổng giả chống trộm cũng ok luôn, sáng sủa ok. 10.000 một quả nhá, 10.000 một quả bóng 3W nhá. Đấy, 10.000 một quả. Con này dòng sử dụng dòng mắt chip LED nhá. Mắt chip LED siêu sáng và có cái hệ thống gọi là chống cháy chống chập. Đấy, dùng rất là bền. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy, về các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi nhà mình là xài thôi. Lên mã em sẽ là cái bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W, công suất là 3W, giá với em là của bác là chỉ có 10.000 một quả bóng nha, 10.000 một quả thôi. Đấy, dùng rất là bền luôn. Một cái sản phẩm rất hay về đồ dùng đồ gia dụng gia đình này. Đấy, lên mã em sẽ là cái hộp bàn chải vàng 8 cây nhau nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp bàn chải 8 cây. Một hộp này sẽ gồm có 8 cây bàn chải. Đấy, hàng hãng này của Good Duck rất xịn sò luôn, 8 cây bàn chải nhá. Và cái tia bàn chải rất hay là thiết kế rất hay là nó sẽ có hai đầu. Đó đây, em lấy bác coi hai đầu. Một đầu là bàn chải bình thường. Đấy, một đầu là bàn chải bình thường, lông thì rất là mềm luôn, lông cực kỳ mềm dùng rất thích nhá. Đấy, không lo nó bị xước lợi, đau lợi nhá. Lông rất mềm luôn. Và một cái đầu rất hay là một cái đầu để các bác dùng để cạo lưỡi nhá. Đây, nó thiết kế dạng silicone này, các bác dùng để vệ sinh, cạo lưỡi cho em, rất ok luôn. Một hộp này sẽ gồm có là 8 cây. Đấy, một hộp này sẽ gồm có 8 cây, một đầu bàn chải và một đầu cạo lưỡi nhá. 8 cây bàn chải này. Với mức giá thì em gửi bác giá thì siêu hạt rẻ luôn. Em báo giá luôn nhá. Báo giá luôn. Giá nói chung là các bác nghe giá này sốc luôn. Lên mã thì em sẽ là cái hộp bàn chải 8 cây. Hộp bàn chải 8 cây này, hộp bàn chải 8 cây. Đấy, 8 cây bàn chải nhá, và đi kèm là một cái hộp đựng nhầy rất xinh, ok luôn. Giá của nó sẽ là 30.000 thôi nhá. 30.000 một cái hộp bàn chải 8 cây này, nó sẽ gồm có một cái đầu bàn chải và một cái đầu cạo lưỡi. Một cây là nó sẽ có hai đầu luôn. Đấy, các bác dùng được rất nhiều chức năng. Mà giá một cái hộp này chỉ có 30.000 thôi. Bình thường các bác mua nguyên một cái bàn chải không ấy, nó đã rơi vào còn tầm 10 đến 15.000 các bác mua cửa hàng. Ở đây là hai chức năng luôn, vừa cạo lưỡi vừa đánh răng, mà giá là một hộp 8 cây nó chỉ có 30.000 thôi nhá. Giá rất là hợp lý luôn. Nhiều bác có hỏi là bên em còn cái chai xịt bôi trơn R7 không, thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Hiện tại bên em đang có hai mã là một mã chai to và một mã chai nhỏ này. Đấy, thì em báo giá luôn, cái chai to này hiện tại bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50k. Đấy, 50k. Và chai nhỏ thì bên em đang gửi bác là giá là 35k. Nhiều bác cứ hỏi là bên em sao bán giá cao thế, cao so hơn với thị trường, thì em báo luôn, hàng bên em thì hàng là hàng chuẩn chính hãng, các bác cứ nhận hàng kiểm tra, hàng xịt nó có mùi thơm. Đấy, hàng xịt và có mùi thơm đây, và hàng chuẩn chính hãng thì nó khác bọt ngay các bạn, chứ không phải là hàng vớ vẩn nhá. Đấy, chứ không phải hàng vớ vẩn, vì cái hàng R7 này hàng nhái của nó cực kỳ nhiều luôn, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho sánh hai chai các bác biết ngay. Và bên em bán cực kỳ nhiều rồi, chưa có bác nào chê cả. Và các bác nhiều bác còn gắn kết là mua, có những cái bác mua một lúc mười mấy chai luôn về các bác xài, rồi là cửa hàng hiệu rồi. Nhiều khi các bác bán những cái hàng linh tinh ấy thì rất là mất khách. Đấy, nên là bên em cũng không dám lấy những hàng linh tinh, cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng luôn. Đấy, thì ở đây giao diện nó đây nhìn nó cũng rất là thật luôn, các bác cầm các bác so sánh một cái với một cái chai hàng nhái thì nó khác hẳn luôn các bạn, không được những cái logo rồi là những cái độ chi tiết sắc nét không mà nó đẹp được như cái chai chính hãng đâu. Đấy, và đặc biệt là một cái cách phân biệt rất dễ khi mà các bác nhận hàng, các bác cứ xịt cho em. Đấy, các bác cứ xịt được cho em, các bác ngửi thấy nó có mùi thơm thì với là hàng chuẩn chính hãng nhá. Còn toàn bộ những cái hàng linh tinh không là có mùi thơm, mùi của nó rất là khét. Đấy, nhưng mà hàng này nó phải có hàng có mùi thơm thì với là hàng chuẩn chính hãng nhá. Thì đây, cái chai này là khi mà các bác mua thì bên công ty sẽ tặng thêm là 50g này này. Đấy, chai lớn tiết kiệm hơn này này. Một chai này thì dung tích của nó sẽ là trọng lượng là 350g, tương đương với là 493ml nhá, 493ml. Đấy, cái chai này thì chức năng của nó là gì? Đấy, ví dụ như là những cái vị trí mà nó đang bị kéo kẹt, đang chưa được trơn tru thì các bác cứ xịt thẳng vào. Rồi là ví dụ những cái vị trí mà những cái con ốc các thứ là nó lâu ngày nó rỉ sét, các bác khó xoáy thì các bác xịt cái này vào để cho nó bôi trơn đi.
Đấy, để các bác về sử dụng nhá, dùng rất ok luôn. Chất bôi trơn đa dụng nhá, nó gọi là chất bôi trơn đa dụng RB7. Cái chai này là khi mà ông mua thì tặng thêm 50g này. Thì chai này dung tích là chai lớn 493ml, tương đương với lại gần 500ml đấy. Em báo giá luôn là 50.000 chai lớn nha. Còn chai nhỏ nhá, có nhá, chai nhỏ thì sẽ có giá là 35.000. Các bác nào dùng ít thì mua chai nhỏ được. Chai này thì sẽ có dung tích là 175g, tương đương với lại là 247ml. Đây là chai nhỏ, chai này tặng kèm thêm là 25g này. Giá sẽ là 35.000 một chai nhá. Đây là chai nhỏ. Đấy thì hàng cam kết với các bác luôn là hàng chuẩn chính hãng của RB7 nhá. Vì cái này hàng nhái rất là nhiều. Đấy nên các bác cứ bảo là sao giá nó cao hơn một chút thì em nói luôn là hàng bên em hàng chuẩn chính hãng nhá. Hàng cam kết là chuẩn, hàng chuẩn chính hãng. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, xịt ra các bác ngửi đi mùi thơm. Với là hàng chuẩn chính hãng, còn những cái hàng khác ấy toàn bộ mùi nó rất là khét, khó chịu lắm. Mà nó không xịt và nó không có tác dụng gì đâu các bạn. Xịt nó như nước mà. Đấy xịt nó như nước, nó không có tác dụng gì đâu. Đấy nên các bác mua nói chung là giá nó cao một chút, chấp nhận giá nó cao một chút, nhưng mà là hàng nó chuẩn hơn. Đấy, hàng nó chuẩn, hàng ok nhá. Chai nhỏ, chai to là 50, chai nhỏ là 35. Các bác lấy chai nào thì báo nhau nhá. Tốc này, đang hết hàng thì hôm nay lại có hàng về nhá. Đấy thì em báo giá các bác luôn. Giá hiện tại mình em đang gửi bác là 320.000 một cái ấm siêu tốc nha. Bao ship cho bác tận nhà luôn, hàng của thương hiệu Hikari, rất chất lượng. Cái này em bán khá nhiều rồi. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like em nhá. Cũng như đừng nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất em. Và khi mà các bác mua hàng em thì nhớ cho em là mua hàng hóa đơn từ 200 trở lên là em sẽ miễn phí ship, miễn phí vận chuyển cho bác luôn. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đây cái mà ấm siêu tốc này giá thì bình dân thôi, 320.000. Đấy, so với một số người thì cũng có vẻ là nó hơi cao một chút, nhưng mà hàng dùng cực kỳ chất lượng luôn. Riêng hàng này em bảo hành cho bác 2 năm luôn, lỗi một đổi một, cực kỳ bền nhá. Cái này là từ lúc em bán hàng đấy, khoảng tầm 4 năm nay rồi, bên em vẫn đang xài cái con ấm này, rất bền nhá, cực kỳ bền. Hàng của nó thì sẽ là hàng mới nguyên hộp này, hàng của siêu thị nhá. Đấy, hàng bán ở siêu thị luôn đấy. Đây Hikari này, đấy, hàng của hiệu Hikari nhá. Công suất sẽ là 1500W này, sử dụng giúp em là điện 220 nhá, dung tích là 2.3 lít. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là dùng điện bao nhiêu thì nhớ giúp em là sản phẩm này dùng điện là 220, nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, xài điện Việt Nam là thoải mái luôn. Hàng của Hikari, hàng mới nguyên hộp như này, rất chất lượng, thiết kế cực kỳ chắc chắn này. Toàn bộ là inox này. Đấy, rồi là một lớp nhựa chống nóng bên ngoài nhá, tay cầm này, công tắc rất tiện lợi này. Đấy, công tắc bật tắt này, có chế độ tự ngắt khi sôi này. Đấy, rồi là đây phần nắp mở thì các bác ấn xuống là nó sẽ đóng, còn các bác muốn mở thì các bác kéo này. Đấy, tự động là nó sẽ đẩy lên. Đấy, đây phần thân ấm nhá, rất dày, các bác nhìn này, inox rất dày luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra cầm một cái ấm này nó nặng trịch luôn. Đấy, bình thường các bác mua những cái dạng ấm siêu tốc ở ngoài nó rất là mỏng mẻo, như con này ấm bên em, ấm hàng Hikari, hàng mấy Japan mà, hàng Nhật mà, rất chất lượng, cầm nặng trịch luôn. Đấy, các bác yên tâm là dùng rất là bền. Đây là phần đế ấm này, đế ấm vùng quanh được bo một cái lớp inox này, rất chắc chắn nhá. Đấy, phần chân khâu đồng rất xịn sò. Đây là dây nguồn của nó. Đấy, dây nguồn. Đấy, bên này dưới lại có tem hết luôn này, rất cẩn thận luôn nhá. Hikari này. Đấy, công suất là 1500W này, sử dụng điện 220 này. Đấy, dung tích là 2.3 lít. Nói chung là con này các bác xài gia đình, các bác đun thì nói chung là siêu bền rồi, vĩnh cửu vài chục năm, yên tâm đi. Đấy, vì em dùng tầm 4 năm nay rồi. Đấy, 4 năm nay rồi mà không có hiện tượng, không vấn đề gì luôn, rất bền các bác nhá, rất bền luôn. Mà so với mức giá này thì các bác yên tâm là nó giá nó quá tốt rồi. Đấy, 320.000 các bác nhá, 320.000. Lên mã giúp em sẽ là cái ấm siêu tốc của thương hiệu Hikari, hàng Nhật Bản các bác nhá, made in Japan, 320k một cái, bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, đây, hàng made in Japan, đó, có thấy không? Made in Japan, rất xịn sò, ok nhá. Dùng điện 220, 320k. Đấy, chốt đơn toàn việc ấm siêu tốc nhá. Bữa trước là bữa nào bác nào mà chưa mua được, đấy, vì thông báo đã hết hàng, hôm nay hàng đã về thì bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Số lượng hạn không nhiều đâu. Đấy, 320k. Ấm siêu tốc của thương hiệu Hikari nhá. Đó, rất bền. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là một cái mã hàng rất là hay mà lâu lắm là không có hàng về, thì hôm nay hàng nó tiếp tục về này. Đấy, hàng vừa về xong em lấy quay cho bác luôn. Đó là cái mã phao tự động ngắt, phao tự động ngắt coi nhá. Đấy, cái phao tự động ngắt khi nước đầy. Đó thì nó thay thế những cái dòng phao truyền thống. Đấy, bình thường là các bác hay dùng những cái phao truyền thống, những cái dạng phao dài này. Đấy, lắp đặt nó rất là khó khăn, mà thứ hai là cái độ bền nó không được lâu. Đấy, cái đấy nó chỉ dùng được khoảng tầm 1-2 năm thôi là cái nước bây giờ nước sạch nó rất nhiều clo. Nó vào là nó làm nhanh rỉ cũng như là rất là nhanh hỏng cái phao này. Đấy thì các bác chuyển sang cho em cái hệ phao này. Nó là cái hệ phao tự ngắt đời mới, toàn bộ đó chất liệu là bằng nhựa ABS cao cấp nhá. Nên là khi mà các bác xài thì rất là bền luôn. Đấy thì
Gen này của nó sẽ là gen phổ thông, gen 21. Về các bác lắp đặt rất là dễ dàng và cực kỳ sử dụng luôn. Đây, hàng của thương hiệu Sunnybank. Hàng này thì của người Việt sản xuất các nhá. Đấy, nên là các bác yên tâm. Hàng của người Việt sản xuất nên là rất là yên tâm rồi. Đấy, hướng dẫn sử dụng van phao nước phù hợp đây này. Đấy, dùng cho test nước các thứ này. Rồi là bể nước các thứ được hết luôn các bác nhá. Bồn inox này được luôn. Đấy, van phao tự động. Van phao nhựa tự động nhá. Đấy, kích cỡ nhỏ gọn dễ lắp đặt này. Sửa chữa này, độ bền cao 5 đến 10 năm không bị gì sét này, lượng nước xả lớn nhá. Đấy, tính năng của sản phẩm thì đây em đọc luôn. Van phao tự động Sunnybank được thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, sửa chữa, thay thế, bảo trì, lượng nước xả lớn, chất liệu nhựa có độ bền cao, an toàn sức khỏe người dùng, nguyên lý làm việc nước được cấp vào thiết bị chứa. Mực nước sẽ lên cao dần khi chạm tới vạch giới hạn của van phao sẽ tự động ngắt nước, khi mực nước tụt xuống vạch giới hạn sẽ tự động mở nước và cấp nước trở lại nhá. Đây. Đây này, đây nó có cái chỗ lẫy này, cái vạch giới hạn này, khi mà nó vượt quá cái 1 cm của cái này thì tự động nước nó sẽ ngắt, còn khi nào mà nó tụt xuống dưới 1 cm là nước nó sẽ lại cấp lại nha. Đấy, nó cũng nói chung nguyên lý động nó những hoạt động đúng như những cái van phao truyền thống kia, nhưng mà cái này nó thứ nhất là độ bền cao, mà thứ hai là nó dễ dàng lắp đặt, dễ dàng sử dụng nhá. Đây, bộ sản phẩm nó sẽ gồm có là đi một cái van và một cái cút để các bác cho nước ra, điều chỉnh nước ra. Thì bên em sẽ có hai mã nhá, một mã phao đứng và một mã phao ngang. Đây em quay cho bác luôn này. Thì về các bác xem là cái bồn nước nhà mình lắp đặt ở cái vị trí nào. Nếu mà các lắp đặt ở vị trí phao đứng, xem nó phù hợp với vị trí phao nào được các bác dùng phao đấy nhá. Thì đây, cái con phao đứng đây, con phao đứng của nó thì nó sẽ thẳng đứng nha. Đấy, nước nó sẽ xả thẳng này và nó sẽ sang ngang nha. Đấy, nó gọi là phao đứng vì nó thẳng đứng lên. Còn đây là cái con phao ngang nhá. Đây là con phao ngang. Con này sẽ đi nước theo cái chiều ngang, còn đây nó theo đi nước xuống theo cái chiều thẳng. Thì các bác về xem đây, em sẽ quay kỹ bác này. Về các bác xem là nhà mình lắp đặt phù hợp với cái mã phao nào. Con này là phao ngang này, còn con này là phao đứng này. Đấy thì hai mã này thì sẽ bằng tiền nhau. Chỉ có cái là về các bác xem là lắp đặt theo cái mã nào cho nó phù hợp với lại cái công năng và là cái chỗ các bác lắp đặt cho nó dễ thôi. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phao van phao tự động ngắt nước cũng nhá, khi đầy. Đấy, giá của nó sẽ là đi 60k. Đấy, 60k một chiếc thôi nhá. Đấy, thì bên em đang có một mã phao là mã phao đứng. Đấy, mã phao đứng và một mã là mã phao ngang. Thì các bác lấy mã nào cứ báo em. Các bác cứ bảo là cho tôi một chiếc phao đứng tự ngắt. Giá sẽ là 60.000 thì em nhặt cho bác phao đứng, còn các bác lắp ngang thì cứ bảo là cho tôi một chiếc phao ngang tự ngắt thì giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, 60.000 hàng của thương hiệu Sunnybank. Con này thì rất là bền luôn và dùng rất là hay nhá. Đây, con này là mã phao ngang này, nước nó sẽ chảy ngang này. Con này là mã phao đứng này, nước nó sẽ chảy xuống nha. Đấy thì hai con này về các bác xem lắp đặt nào thì các bác sử dụng nhá. Đó, ở đây em sẽ quay bác một cái video test thực tế bác con này, rất ok luôn. Con này rất là tiện, nếu mà các bác không lắp đặt ở trong bồn, các bác có thể lắp, ví dụ lắp đặt ở xô này cũng rất là tiện luôn nhá con nhá. Đấy, đây ví dụ bình thường nhá, là nước đang vượt quá cái mức giới hạn thì nó sẽ tự động ngắt. Bây giờ em sẽ múc nước ra này. Đấy, em múc nước ra nhá. Các bác nhìn chú ý với cái đầu phao, bắt đầu là nước chảy luôn này. Đấy, có thấy không? Nước chảy luôn nhá. Đấy, nước chảy ra rất là khỏe nhá. Các bác nhìn này. Đấy, bắt đầu là nó bắt đầu đạt đủ cái mức giới hạn của nó, cái là nó tự động nó đẩy cái van lên sẽ tự động đóng nước luôn, rất tiện nhá. Đấy, ví dụ các bác lắp ở ngoài vườn được, mình lắp vào những cái xô như này này. Đấy. Đỡ phải ra khóa nguồn. Đó. Các thấy không? Đây. Đây em múc phát nữa nhá. Đây, múc cho nhiều này. Đó, đấy, múc cho nhiều này. Đấy, đây em múc rất là nhiều luôn nhá. Các bác nhìn nó chảy này. Đấy, nước chảy ra rất là đều, rất là khỏe luôn nhá. Nước chảy ra rất ok luôn và tự động ngắt rất chuẩn luôn. Đấy, đây nó buột rồi, nhắm test lại bác coi nhá. Đấy, nước tự động ngắt rất chuẩn luôn. Đấy, nó nhìn này. Đó, tự động ngắt luôn nhá, rất hay luôn. Đấy, thấy không, ngắt luôn này, thấy không, chuẩn đét đẹt luôn nhá. Đây lại cho các bác xem một phát nữa này. Đấy, nước lại ra nhá, bắt đầu cứ đạt đủ điểm cái là tự động ngắt nhá. Chuẩn bị ngắt này, thấy không. Đó, chuẩn bị ngắt luôn nhá. Đấy, rất ok. Rồi đấy, thực tế về cái sản phẩm đấy, em đã quay bác test thực tế bác rồi, rất ok luôn. Đây, lại một lần nữa nhá. Đấy, có nhìn này.
chuẩn đét luôn. Đó, ngắt luôn, rất ok. Đấy, thực tế về cái sản phẩm ấy các bác nhá. Đó thì đấy, đấy là thực tế về cái sản phẩm em vừa test bác coi nhá. Ngắt nước rất chuẩn luôn. Đấy, về các bác lắp vào cái bể nước nhà mình này, tự ngắt khi đầy này, rồi là bồn nước này, xô nước như em vừa test là ok luôn nhá. Đấy thì tại em đã có hai mã là mã phao ngang và mã phao đứng, thì các bác cứ lấy mã nào báo nha em, thì em bán đồng giá. Bán đồng giá các bác là 60.000 một cái nhá. Các bác cứ bảo là cho tôi một chiếc mã phao đứng này. Đấy thì là 60.000, mã phao ngang là 60.000 em quay cho bác này. Đây là con mã phao đứng này, đây là con phao đứng đây. Đấy nó sẽ đứng thẳng như này. Còn đây là con phao ngang. Đấy các bác nhìn xem là lắp đặt vào cái vị trí nhà mình nó phù hợp với cái mã phao nào thì báo cho em nhé. Gen của nó toàn bộ là gen 21 nhé. Đấy, gen của nó, toàn bộ của nó gen 21. Đó. Sau đó tiếp theo thì đây, tiếp tục lại về cái mã hàng đó là cái dây cọ lưng này. Đấy, cái mùa này thì các bác tắm rửa rất là nhiều. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng tay, thì ví dụ những cái vị trí ở lưng trước các thứ giờ các bác rất là khó kỳ cọ, thì các bác mua cho em ngay cái dây cọ lưng này về. Đấy, nó chất liệu nó bằng silicon, nó co giãn đàn hồi rất tốt nhá. Các bác đây nó ở đây nó thiết kế sẵn hai cái móc cầm như này. Móc tay vào, vắt đằng sau lưng. Đấy, rồi là các bác kỳ cọ nhá. Con này thiết kế rất hay là nó có những cái gai này, các bác vừa kỳ cọ vừa massage, dùng cực kỳ thích, dùng cực kỳ sướng luôn. Đấy, bằng silicone nó rất là mềm, dùng thích lắm. Đó thì em báo giá luôn nhá. Cái này thì bình dân thôi. Đấy, nói chung là giá này thì ai mua được rồi. Mua cho em khoảng tầm 4-5 cái về xài cả nhà luôn. Báo giá bác luôn. 20.000 một cái dây cọ lưng nhá, 20.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ được cái dây cọ lưng silicone 20.000 một cái nhá. 20.000 một cái dây cọ lưng bằng chất liệu silicone, có phần gai massage rồi là kỳ cọ rất sạch sẽ, ok luôn, rất chất lượng nhá, dày rất chắc chắn. Đấy, có cả sẵn hai cái móc cầm này, các bác vắt về sau lưng, sau lưng rồi các bác kỳ đằng trước, kỳ chân, kỳ tay được hết luôn. Giá thì bình dân thôi, 20.000 một cái. Đây các bác cùng xem thực tế kia video về sản phẩm này. Thường thì cọ lưng bằng bàn chải, bông tắm hay sơ mướp đúng không ạ? Thì việc khó khăn đầu tiên chúng ta hay gặp phải là không thể đưa được tay hay bàn chải, bông tắm ra sau lưng để kỳ cọ lưng đằng sau được. Chính vì vậy mà rất nhiều các anh các chị hay gặp phải cái vấn đề mụn lưng. Tuy nhiên với dây đai cọ lưng silicone Hàn Quốc này, chúng ta sẽ làm cái chuyện đó dễ dàng hơn và thú vị hơn rất là nhiều. Với ưu điểm là chất liệu silicone cao cấp, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Bề mặt bàn chải thì được thiết kế với nhiều đầu sợi silicone dày 1 cm để dễ dàng làm sạch bụi bẩn ở sâu bên trong lỗ chân lông. Thiết kế tay cầm vừa vặn chắc chắn giúp dễ cầm nắm mà không bị trơn trượt, cải thiện tuần hoàn và phục hồi da. Lý tưởng để làm sạch những vị trí khó tiếp cận như là làm sạch lưng, cổ, vai, bàn chân. Khi tắm, những đầu sợi silicone này chà cọ vào da, ngoài tác dụng làm sạch da còn giúp massage khi tắm, tăng tuần hoàn máu dưới da và tẩy tế bào chết, đem lại cảm giác thư thái và một cơ thể hoàn toàn sạch sẽ khi tắm. Nhà mỗi bác lên sắm 1-2 dây về dùng. Link mua hàng thì em để bên dưới nhé. Bác nào quan tâm thì có thể đăng ký bên dưới. Tắm thì đấy, thực tế về sản phẩm nha, dùng rất là thích luôn. Đó là cái dây tắm cọ lưng silicone 20.000 một cái dây này các nhá, 20.000 một cái dây tắm cọ lưng silicone này. Đó, tiếp tục lại về cái siêu phẩm cho cái mùa hè năm nay. Đấy, hiện tại thời tiết đang rất là nóng nảy luôn, các bác mua ngay cho một cái con quạt tích điện này về dùng rất hay luôn. Đấy, giá thì bình dân thôi, 330.000 một cái chiếc quạt tích điện nhà, bao ship cho bác tận nhà, bao gồm là cả pin, cả quạt, cả sạc luôn, là 330.000 một chiếc nhá. Đấy, phòng trừ những cái lúc mất điện này, hoặc là các bác đi chơi, đi ra ngoại, đi picnic này, hoặc là các bác đi ra những cái vị trí mà quạt quậy các thứ giờ mình làm việc nó không có quạt quậy giờ, thì các bác mang ra. Đấy, rồi là anh em sử dụng làm văn phòng thứ là nóng nảy, các bác cầm một con quạt dùng rất ok luôn. Em báo giá luôn nhá, 330k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, một chiếc quạt này sẽ gồm có cho bác là một thân quạt chính này, sử dụng cho em là motor 775 không chổi than nhá, dùng rất bền và rất là êm luôn, rất mát nhá. Đây phần sải cánh của nó này, phần lồng có đầy đủ luôn, cánh và lồng toàn bộ bằng kim loại nhá, kim loại thép đúc luôn, rất bền bỉ và chắc chắn. Con này nó sử dụng cái chân pin sẽ là chân pin phổ thông, chân pin Makita. Đấy, ở đây thì sẽ có cái công tắc bật tắt, đó công tắc bật tắt đằng sau. Thì về các bác lấy viên pin bên em có gửi kèm đây, đấy pin của nó nhá. Đấy, nó dùng cái chân pin là chân pin Makita, các bác lắp vào, đó bật lên cho. Đấy, quạt rất mát luôn, quạt chạy vào phà luôn. Đấy, em cứ hay trêu bảo là động cơ phản lực tiếp tục hàng về này. Đấy, con này chạy đúng cái động cơ phản lực luôn, các bác nghe tiếng rồi. Đấy, phà luôn, mát lắm, mát cực kỳ. Đấy, mà rất là tiện, nó không cần phải dây dợ gì đằng nhằng, các bác mang đến đâu là cứ quạt lên đấy thôi. Đấy, rồi là các bác dùng trong trường hợp là mất điện, mất đóm các thứ này, rất ok luôn. Đó, 330.000 một cái, bao ship tận nhà. Và khi nào mà hết điện thì các bác lại lấy ra, đây lấy ra ở đây, các bác lấy cục sạc bên em có gửi kèm cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp vào điện 220, các bác sạc cho nó nhá. Đấy, khi nào sạc thì nó sẽ báo pin này như thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng. Đấy, dùng rất ok luôn, nói chung là rất là tiện dụng trong cuộc sống nhá, tiện dụng trong cuộc sống nhiều khi tiện lắm, mà thời tiết hiện tại nó đang rất là nóng nảy nè, mua trong quạt này về dùng rất thích luôn. 330.000 một cái quạt tích điện, quạt cốc tích điện nhá, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái quạt cốc tích điện. Đấy,
sử dụng chân pin Makita, chân pin phổ thông. Giá của nó sẽ là đi 330k một cái, bao ship vào tận nhà luôn. Đây, đấy, bật lên, hưởng thụ tí gió. Nóng nảy dã man luôn ạ. Thời tiết rất là kinh khủng, đang rất là nóng nảy, có con quạt rất mát luôn. Đấy, cảm giác là điều hòa lại nhiệt độ luôn đúng không nhá. 330k nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quạt cóc tích điện nhá. Đấy, quạt cóc tích điện. Bộ sản phẩm là sẽ gồm có các bác là một thân quạt này, một viên pin này, đấy, một cục sạc này, mà giá nó chỉ có 330.000 thôi. Bình thường ấy, các bác mua ngoài thị trường ấy, các bác mua nguyên cái cục pin này đã không bao giờ có cái giá 330 rồi. Cục pin này khoảng tầm 400-500 rồi. Đây các bác mua trọn bộ này, anh em gửi bác một cái giá rất yêu thương luôn, 330.000, cả sạc, cả pin, cả quạt luôn, bao ship tận nhà, giá rất tốt mà quạt rất mát luôn. Đấy, quạt rất mát. Tiếp theo, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ áo mưa của Tú Phong này. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam nhưng mà cực kỳ chất lượng luôn. Bộ áo mưa, đấy, bắt đầu đang vào mùa mưa rồi này. Đấy thì các bác mua cho cái bộ về, các bác sắm bộ về. Đấy các bác đi làm này, rồi là đi học, đi chơi. Đấy mình mua cho em một cái bộ này về dùng rất ok. Đấy 100% thì không thấm nước nhá. Đấy, sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng do người tiêu dùng mình chọn nhá, đạt rất nhiều cúp luôn. Cái đấy, nói chung là cái thương hiệu Tú Phong rất nổi tiếng, chuyên về sản xuất áo mưa nhá, bộ áo mưa. Đấy, hàng này của nó là hàng hai lớp nhá, chống mưa và chống lạnh nhá. Đấy VIP 1 này, cực kỳ chất lượng luôn, đóng gói rất ok. Sản phẩm này thì nguyên hộp nha. Đấy, một bộ nhá, bao gồm là cả quần và cả áo luôn nhá. Đấy, bao gồm là cả quần và cả áo luôn. Đấy, thì đây, hàng của nó hàng hai lớp nhá, chống nước cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn, dày chắc chắn lắm. Đấy, may khâu cái thứ này, đường kim mũ chỉ này. Đấy, may khâu rất cẩn thận đó nhá. Đó thì đây, quần này này. Đấy, quần, đấy quần thì đai của nó sẽ là đai chun nhá, nên là các bác bụng to bụng nhỏ là các bác đeo hết luôn. Đấy, đai chun này thì nó free size. Đấy, dạng bụng to bụng nhỏ là các bác đeo vừa hết luôn. Đấy, đây là quần thôi nhá, đây là quần này. Đó, quần rất chắc chắn luôn. Và tiếp theo là áo này. Đấy, áo màu xanh rất đặc trưng nhá. Đấy, ví dụ các bác đi trong trời tối mà người đối diện vẫn có thể quan sát được các bác luôn nhá. Đấy, dạng ánh sáng xanh phản quang, có phản quang luôn, nên các bác đi buổi tối cũng rất là an toàn. Đó, đây phần khóa kéo này, rồi là phần cài các thứ nhá, rất cẩn thận, làm rất cẩn thận bên trong nhá. Bên trong thì hai lớp luôn. Đấy, một lớp bên ngoài thì là lớp áo mưa chống nước này, bên trong thì giữ ấm thôi nhá, giữ ấm, nên là ví dụ các bác đi vào mùa hè mùa đông được hết luôn. Đấy, mùa hè thì các bác xài chức năng chống mưa, mùa đông thì các bác sử dụng làm áo chống rét thôi nhá. Đấy, đi ngoài đường rét mướt nhiều. Đây ở phần tay nó có bo chun này. Đấy, nó rất là ôm tay luôn. Đó, rồi cả cái phần đây này, cái phần co kéo này để các bác co nó vào để cho nó vừa với cái ống tay của bác nhá. Đấy, có cả phần chỉnh cỡ tay luôn. Đấy, nói chung là hàng rất là đẹp nhá, giày rất là chắn luôn, cả quần cả áo. Thì đây, khi mà mặc lên các bác nhìn này, người mẫu mặc lên thì rất đẹp luôn. Đấy, cả quần cả áo này nhìn rất ok, kiểu dáng thể thao, trẻ trung năng động. Đấy, gọn gàng. Nói chung là các bác hay đi nhiều ngoài đường nên sắm một bộ này các bác, nên sắm một bộ này. Bình thường này các bác hay mua những cái bộ mà giá rẻ ấy, mà ví dụ như là những cái áo mưa choàng rất là lích kích mà hoạt động rồi là lái xe thứ là nhiều khi rất là mất an toàn. Đấy, chẳng may là áo mưa thứ là nó lòa xòa, nó quấn vào bánh xe rất nhiều, những cái vụ đó rất là nguy hiểm. Đấy, các bác mua trong cái bộ này về gọn gàng, các bác đi xe đạp xe máy rồi là các thứ giờ nó cũng rất là ok, dễ điều khiển xe và nó an toàn nhé. Đấy, an toàn. Nói chung là hàng Tú Phong này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, giá của nó thì cũng bình dân thôi. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ áo mưa của Tú Phong nhá. Đấy, bộ áo mưa của Tú Phong kiểu dáng thể thao đẹp chất lượng, hàng VIP 1 của nhá. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 220k nhá, 220k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy là một bộ áo mưa nha, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ áo mưa Tú Phong 220.000 một bộ áo mưa nha, bao ship tận nhà luôn. Đấy, cả quần và cả áo nữa, về là các bác chỉ việc xài thôi, rất là ok, đẹp lắm, chắc chắn lắm. Đây có cả tem của Tú Phong này, nó cực kỳ xịn luôn. Cái này thì em bán khá nhiều rồi, các bác dùng rồi là các bác nhiều bác người thân quảng cáo nhau cũng rất cảm ơn các bác nhá. Đấy, nhiều bác người thân về mặc sẽ rất là thích quảng cáo cho nhau rồi là mua rồi. Đấy, cái con này là em quên giới thiệu, nó có cả mũ luôn nhá, mũ thì nó luồn về sau, nếu mà các bác không thích thì các bác có thể gạt vào sau, còn không thì các bác muốn lấy mũ các bác mở cái này ra và các bác lôi cái mũ của nó trong này lên là xong. Đấy, có cả mũ Mỹ đầy đủ hết luôn nhá. Một bộ áo mưa của Tú Phong nhá, 100 xíu bác là 220k nhá, 220k một bộ bao ship tận nhà, bao gồm là cả quần và cả áo luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái
cái thắt lưng cá sấu vàng này, lên mã cho em sẽ là cái hộp thắt lưng cá sấu vàng nhá. Đây. Một hộp của nó nha. Đấy. Đẹp cực kỳ luôn, cái này các bác cũng có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất đẹp luôn. Đây. Đó, quá đẹp luôn này. Đây. À, tại sao gọi là cá sấu hộp vàng thì đây, bên trong hộp của nó là màu vàng thì em gọi luôn sẽ là hộp thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá. Đấy, thắt lưng cá sấu hộp vàng là một bộ nhài là 130.000 các bạn, chỉ có 130.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, bình thường là các bác mua ra quán ra xá giờ mà nó chỉ có nguyên dây không, không có hộp hiếc gì, nó là rơi khoảng tầm 150.000 một sợ rồi. Đây bên em bán cả hộp cả dây luôn, nó chỉ có 130.000 thôi. Các bác mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, mua về sưu tầm. Đấy, bình thường ví dụ các bác mua thắt lưng về xài là các bác được lời thêm một cái hộp nãy rồi. Đấy, về các bác để đồ đẹp, đấy cũng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Logo là cốt này cực kỳ xịn này, còn đây là thắt lưng nhá, mặt rất đẹp luôn. Đây. Mặt rất đẹp, đấy, mặt mạ vàng cực kỳ đẹp này. Đấy, logo hình cỡ xấu này, có tang mác các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, hàng này hàng thanh lý siêu thị Nhật nhá. Đây này, của nó nếu mà bình thường là trong Nhật người ta đang bán là 1888 yên này này. Đấy, giá rất cao luôn nhá, giá rất cao luôn đấy. Mặt rất đẹp luôn. Và đây là phần dây nhá, dây của nó vân lên rất ok nhá. Đấy, vân cỡ xấu lên cực kỳ đẹp này. Rồi là cái phần da nó rất là mềm, da mềm dã man luôn. Đấy, và dạng này sẽ là dạng lẫy cài nhá. Đấy, dạng khuy lẫy cài. Đó, dạng khuy lẫy cài. Thì một sợi dây thắt lưng này, cả hộp cả dây thì hiện tại em đang gửi bác giá một cái sợi thắt lưng cá sấu hộp vàng, giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k một cái hộp sợi thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp cả dây luôn nhá. Đấy, cả hộp cả dây gửi các bác luôn. Đó. Vỏ da bên ngoài hộp cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, có phần móc đeo, các bác có thể sách mang đi mang lại, mua về làm quà biếu tặng, sách đi nhìn cũng rất là sang trọng lịch sự luôn nhá. Đó. Hộp thắt lưng cá sấu, thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, 130.000. Một chiếc thắt lưng cá sấu vàng bao gồm là cả hộp và cả dây luôn là 130.000, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, các bác cứ ra quán các bác mua thoải mái luôn. Hộp không mà cái chất lượng thắt lưng cũng không được ngay luôn, mà giá nó rồi còn tầm 150-200 rồi. Đây bên em bán gọi là cái giá chiên, giá cái giá gọi là giá siêu tốt luôn rồi. Nó chỉ có 130.000 thôi, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua nhá. Thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, 130k một sợi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mic hát karaoke của Mỹ này. Đó thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái mic hát karaoke của Mỹ nhá. Đấy, mic Mỹ, mic Mỹ có dây này. Một cái chiếc mic Mỹ này giá của nó sẽ là đi 290.000 nhá, 290.000, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 290.000 một chiếc mic Mỹ có dây nhá. Đấy, con này thì thu cực kỳ tốt luôn, âm thanh trong trẻo nhá, nghe hát thu hát rất là hay. Đấy, nói chung là như ca sĩ luôn nhá. Này em bán khá nhiều rồi, các bác khen rất là hay luôn. Đấy, các bác khen hát hát thu tốt, không bị hú này, mà thứ hai là nghe trong nhá, nghe trong. Đây. Đấy, cái thanh thu ra nghe rất là trong. Hàng này của Su nhá. Đấy, cờ Mỹ này. Đó. Em chỉ luôn cái nút on off nhá. Nhiều bác về bảo là không biết cái nút on off ở đâu, thì Mỹ đôi khi là hàng châu Âu đôi khi người ta thiết kế nó hơi dị một chút, thì đây. Cái nút on off của nó ở sẽ ở đây nhá. Thì các bác xoay cái vòng này, đấy, xoay về cái bên chỉ off thì nó là off, còn các bác chỉ xem cái phần on nó chỉ về nào thì các bác xoay về đấy thì nó sẽ là bật. Đấy, còn off bên này thì là tắt nhá. Đấy, và đây bên trong nội thất này em xoáy bác con. Đó, đây. Rất đẹp luôn, thiết kế cực kỳ chất lượng nhá. Đây. Made in USA này. Đấy, các bác thấy dấu Made in USA chưa? Đó, thiết kế rất chắc chắn nhá, đẹp lắm. Đấy, cái này thì các bác có thể vệ sinh, tháo ra các bác vệ sinh cho em thoải mái luôn. Đấy, đây là cái phần màng. Màng chắn gió chắn bụi thứ này. Đó. Rất đẹp luôn, thiết kế một chiếc mic rất đẹp nhá. Và đây, đi kèm thì sẽ có là dây. Dây của nó dài chắc là dây 5m nhá, dây 5m này. Dây 5m, dây đây. Made in USA này. Đó, Made in USA nhá, rất xịn luôn. Dây chống gập chống rối nhá, dây chống gập chống rối, các bác nhìn cái phần đầu khuy nó này. Đấy, thiết kế này các bạn, đẹp dã man luôn. Đấy, trong vắt luôn nha, nhìn rất đẹp luôn. Đấy, nhìn nó từ cái đầu khuy thứ là nó kết nối, nó thấy nó rất là chắc chắn rồi. Thì về các bác kết nối vào đây cho. Đấy, cắm vào đây. Các bác nhìn cắm cho nó đúng chân nhá. Đấy, cắm cho đúng chân. Đựa cắm đúng chân là ok. Đó, các bác cắm kêu tay cá là xong. Đấy, còn cái phần này các bác cắm trực tiếp vào trong âm ly những cái thiết bị nó thu phát âm thanh, các bác cắm vô là xong. Đó, thiết kế rất chắc chắn, các bác nhìn phần mic này. Thiết kế cực kỳ là sắc sảo và đẹp luôn. Đó. Giá thì bên em gửi bác giá một chiếc mic của Mỹ này sẽ là 290.000 nhá, bao gồm là một thân mic và đi kèm là một sợi dây chống gập chống rối nhá. Mic thì thu rõ tốt, đấy, âm thanh trong trẻo nhá, và
xịn, chất lượng. Nói chung là em bán khá nhiều rồi, các bác phản hồi về hát hay như ca sĩ luôn, các bác bảo thế, hát rất là hay luôn. Đó, 290k các bác nhá, mic Mỹ có dây 290k và bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, đầu tiên lên bán nhanh bác luôn, đó là cái mã bóng tròn tích điện nhá. Em báo giá luôn, hiện tại cái mã này bên em đang có giá là đi 90.000 một quả nhá, 90k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá. Đấy, bóng tròn có tích điện, đấy có tích điện rất là hay. Giá hiện tại bên em đang gửi bác là 80.000 một cái quả bóng tròn tích điện này, cực kỳ là hay luôn. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Hàng của sản phẩm này thì sẽ là mới nguyên hộp. Cái con này rất là hay. Các bác ví dụ như là mất điện mất đóm này, hoặc là các bác hay đi ghe đi thuyền, đi rừng đi núi. Đấy, các bác cần một cái con bóng để tích điện thì các bác mua cho em cái bóng này về nhá, dùng rất là tiện luôn, nó có tích điện sẵn rồi. Đấy, về thì các bác có thể sạc vào. Công suất của sản phẩm này sẽ là 120W nhá. Đây là cái nút nguồn bấm này. Đấy, bấm ở đây. Nó sáng này, một nấc này, hai nấc này, sáng vừa này, ba nấc này, sáng nhấp nháy này, có cả nháy cảnh báo SOS nhiều công an này, rất là hay nhá. Đấy, rất nhiều chế độ sáng, con này cực kỳ sáng luôn các bạn. Sáng lắm. Đây, các bạn nhìn này, rất sáng nhá. 120W cơ mà, nên rất là sáng. Có phần móc đeo này. Con này thì nó có cả cái tấm pin để sạc năng lượng mặt trời. Nếu mà các bác không sạc bằng điện lưới thì các bác có thể mang ra phơi nắng sạc được bằng năng lượng mặt trời chưa? Đấy, nhưng mà nếu mà sạc bằng năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm nhá. Còn nếu mà sạc điện thì các bác sẽ thấy nó vào nhanh hơn, còn sạc năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm. Đấy, thì đi kèm thì sẽ gồm có là một cái cọng dây cáp sạc này. Đó, một chân cắm vào đây. Đấy, nó sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn 5V đó các bác nhá. Nguồn 5V. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là những cái cổng USB ấy, nguồn 5V đấy các bác cắm vô là các bác sạc được cho cái đèn này rồi. Và đi kèm rất là thông minh nữa là nó thiết kế thêm cho bác luôn là một cái tay điều khiển. Nó 90.000 nhưng mà rất là chu đáo nhá. Có cả điều khiển từ xa luôn. Đấy, để ví dụ các bác có thể treo lên và mình có thể cầm cái điều khiển này, các bác bấm nhá các bác nhá. Đấy, treo lên và mình dùng cái điều khiển này bấm về, các bác lắp cho em hai cái viên pin con thỏ vào đây này. Đó, lắp cho em hai viên pin vào, sau đó là các bác chỉ việc bấm thôi. Đấy, đây, on này. Đấy, bật này, tắt này, on này. Đấy, và ở đây nó có cả chế độ hẹn giờ này. 3 tiếng này, 5 tiếng này, 8 tiếng này. Đấy, và chế độ auto này. Chế độ sáng mạnh, sáng vừa này. Đầy đủ trên cái điều khiển rất thông minh luôn. Đấy, 90k mà được chọn bộ như này thì giá nó quá hợp lý luôn. Đấy, một quả bóng này, một cọng dây cáp sạc này, đi kèm là một cái điều khiển từ xa. Đấy, thiết kế rất thông minh, có thể bật tắt từ xa. Off này, on này, off này, on này. Đấy, và hẹn giờ các thứ trên cái điều khiển luôn. Rất ok. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng tròn tích điện nhá. Công suất là 120W nhá. Nếu mà các bác không dùng điều khiển thì mình có thể bấm cái nút ở trên thân của quả bóng là được luôn. Đó, rất sáng luôn, sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá. Và rất là tiết kiệm điện luôn. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 90k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá, có kèm cả điều khiển từ xa để các bác sử dụng luôn. Giá hiện tại em đang bán là 90.000 một quả nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ dao đứt 3 cây này. Đấy, lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đứt 3 cây nhá. Và em báo giá luôn. Bộ này hiện tại em đang có giá là 130k bộ nhá, 130k một cái bộ dao đứt 3 cây này. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đứt em nhá. Đấy, 3 cây. Đấy, 3 cây hàng của Willing thôi nhá, 130.000 một cái bộ dao đứt 3 cây nha. Đấy, chỉ 130.000 thôi. Giá rất hạt rẻ phải chăng? Đấy, logo Willing này, hình hai thằng người này. Đó, rất xịn sò. Sản phẩm này thì mới keo nguyên hộp luôn nhá. Đấy, mới keo nguyên hộp luôn. Về các bác có thể mua về làm quà này, biếu tặng này, mua về sử dụng cho em, rất là ok. Đấy, một set của nó 3 dao này. Đấy, dao chặt, dao thái có đủ cả luôn. Về bác nào mà dùng gia đình bộ này rất là hợp lý, rồi là mình sử dụng mang đi làm quà, biếu tặng rất đẹp luôn nhá. Đóng gói rất kỹ nhá. Đấy, hàng của hãng nó về cái phần đóng gói thứ giờ nó cũng rất là cẩn thận, ngay từ khâu đóng gói rồi đấy cho đến sản phẩm đưa ra thị trường cho người tiêu dùng cũng rất là cẩn thận luôn. Đây, đầu tiên là một cái con dao chuyên lọc thái phi lê này. Đấy, đây logo Willing có dập là trên thân của sản phẩm nhá, phần vân gỗ làm thiết kế rất đẹp này, tay cầm có bo inox này. Đấy, đây tay cầm này, nó rất vừa tay trường dao luôn, các bác dùng để lọc thái phi lê nhá, sắc lắm. Đấy, dòng này thì siêu sắc bén, dòng dao của Đức thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đó, một con chuyên để lọc thái này. Đấy, một cái con bản thái đấy, nhưng mà nó là dạng thái bản to nhá, thái bản to. Đấy, nhiều bác rất thích những con thái bản to này. Đấy, ví dụ các bác thái thịt bò thì biết có thứ các bác xào này chăng. Đấy, nó là dạng thái bản to, vân gỗ này, logo Willing này. Đấy, thiết kế như kia luôn, nhưng có cái là con này là thái bản to. Đấy, và đi kèm cho các bác luôn một con nữa, đó là một cái cây dao chuyên để chặt có nhá. Đấy, các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, rồi là thái được luôn, con này được luôn.
Đấy, rất ok, hàng cũng rất sắc bén nha, sao ạ. Đấy, dòng này thì lưỡi siêu sắc luôn, thích cực kỳ. Đấy, cái này nhé, em đã dùng một bộ này rồi, dùng ưng lắm các bạn. Đấy thì một bộ ba dao này, đấy, mới nguyên hộp này có nhá, một con lọc thái này, một con thái bản to này, và một con chặt này, chuyên chặt này các bạn này. Đấy là 130.000 một bộ này có nhá. Hàng của nó thì sẽ là mới keng nguyên hộp luôn. Đấy, mới keng nguyên hộp luôn nhá. Hàng logo Willing này. Đấy, Willing, hàng của Đức nhá. Rất xịn sò chất lượng luôn. Mới keng nguyên hộp. Bộ dao Đức 3 cây nhá, bộ dao Đức 3 cây. 130.000 một bộ dao Đức 3 cây này nhá, 130k. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã hàng mới, đó là dòng lưỡi dao giấy này. Lên mã giúp cho em sẽ là lưỡi dao giấy nhá, 18mm. Dòng lưỡi dao giấy nhá. Đây. Đây thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã lưỡi dao giấy này, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao không. Dao thì bên em vẫn có nhá, còn là lưỡi thì đây. Tờ này tiếp tục về cái mã lưỡi này. Đấy, lưỡi này của Yamato này. Đấy, hàng bãi của Yamato rất là xịn luôn. Một hộp này là đi 10 lưỡi nhá, một hộp là 10 lưỡi, dòng lưỡi đen siêu sắc luôn. Đấy, có phần chữ này. Nó là dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén. Dòng thép SK5 này thì các bác biết rồi. Đấy, nó sắc rất là lâu. Lưỡi thì là lưỡi của hãng Yamato nhá, Yamato. Đấy, rất là nổi tiếng của Nhật rồi. Cực kỳ xịn. Dao này nó là hàng dao giấy hàng bãi nhá, dao giấy hàng bãi rất ok. Một hộp này là 10 lưỡi nhá, một hộp là 10 lưỡi. Bên em sẽ bán lẻ một hộp dao giấy 10 lưỡi nha. Giá thì cũng siêu hạt rẻ, siêu bình dân bác luôn. Giá chỉ có 10.000 thôi nhá, 10k thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá. Đấy, hộp lưỡi dao giấy. Cái này là lưỡi dao nhá, lưỡi dao. Đấy, lưỡi dao giấy nhá. Lưỡi dao giấy một hộp là 10 lưỡi nhá. Giá thì chỉ có 10.000 thôi. Tính ra là vào có 1.000 một lưỡi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá này là giá bên em bán giá gốc cho bác luôn nhá. Đấy, giá chiên đấy, chứ thực ra giá này không có một chút công nữa đâu. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác là cả dao giấy luôn. Dao giấy bên em cũng đang bán bác giá cũng siêu hạt rẻ, 10.000 một cây dao giấy nhá, 10.000 một cây dao giấy. Đấy, cũng dao giấy hàng bãi nhá. Và cái lưỡi này thì các bác có thể thay thế ở đây được luôn. Đấy, lưỡi nó vừa khít với lại cái mã dao luôn, thì các bác có thể mua kèm cả lưỡi cả dao tùy nhu cầu nhá. Đấy thì trong sẵn trong con dao này đã có một lưỡi sẵn rồi. Đấy, và nếu mà các bác muốn mua thêm thì một hộp lưỡi này là 10.000, và dao giấy này thì bên em cũng đang bán cho bác là 10.000 một cây nhá. Và ưu đãi hơn, nếu mà khi mà các bác lấy 4 cây à các bác lấy 5 cây dao giấy nhá, lấy 5 cây dao giấy hàng bãi nha, thì bên em sẽ để cho bác mức giá sẽ là đi 40.000 các bác nhá. Đây, 5 cây hàng bãi nha. Giá sẽ là 40k, lên mã giúp cho em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá, dao giấy hàng bãi. 5 cây nhá, 5 cây. 5 cây thì đang gửi bác giá sẽ là 40k, còn các bác lấy lẻ 1 cây thì sẽ là 10k một cây. Đấy, 10k một cây dao giấy nhá, 10k một cây. Còn lưỡi đây cũng nhá, lưỡi thì một hộp 10 mà 10 lưỡi thì sẽ có giá là 10.000. Đấy, 10.000. Còn các bác mua combo dao thì 5 cây là 40k, 1 cây là 10k nhá. Đấy, và các bác có thể mua kèm thêm lưỡi. Đấy, lưỡi thì đợt này bên em về thêm. Còn nếu mà các bác có sẵn dao giấy rồi, các bác chỉ muốn mua nguyên dao giấy thì bên em có bán nguyên lưỡi dao giấy nhá. Đấy, có bán nguyên lưỡi dao giấy thì các bác cứ lên mã giúp, nhớ giúp em là lưỡi dao nhá. Còn dao là đây, thân dao là đây này, không nhớ nó lại bị nhầm sang cái phần con dao này. Đấy, nhớ giúp em là lưỡi dao giấy nhá, một hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi, giá sẽ là 10.000, hàng bãi Nhật Yamato này. Đấy, Yamato hàng bãi Nhật rất là xịn luôn. Đó, 10k một hộp 10 lưỡi nhá. Đấy, dao rất là xịn. Cái này thì bán khá là nhiều rồi ạ. Đó, và hôm nay về được cái lô này, hàng rất ok luôn. Đó. Sau tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng rất là hay, đó là cái thanh chắn cửa này. Đấy, nhà bác nào mà hay dùng điều hòa nhá, hay dùng điều hòa. Đấy, mà cái khe cửa nó to, các bác dùng điều hòa nhiều ấy. À, ví dụ như khe cửa thứ to thì các bác bật điều hòa lên cái khí nó thoát ra. Đấy, thứ nhất là nó không làm lạnh lâu, mà thứ hai là tốn điện nhé. Rồi là ví dụ như cái khe cửa to bụi biếc nó vào này, thứ hai là côn trùng, đấy, chuột dán nó hay chui vào, thì các bác mua trong cái thanh chắn cửa này về nhá. Đấy, nó rất là bên dưới cái phần khe cửa bên dưới ấy. Đấy, các bác dắt nó vào đây, nó có cái phần mở ra này, các bác mở ra cho nó vừa. Đấy thì khi mà ấy nó tự động nó co vào nhá. Đấy, và một cái thanh này chiều dài của nó là 90 phân là thoải mái một chiếc cửa rất là to rồi. Đấy, còn nếu mà về thừa thì các bác mình có thể cắt ra thôi nhá, mình có thể cắt đi. Thì em báo giá luôn lên mã giúp em sẽ là cái thanh chắn cửa nhá. Đấy, thanh chắn cửa, một thanh này chiều dài là 90cm nhá các bác nhá, 90cm, 90 phân đấy các bác nhá. Giá của nó thì gửi bác sẽ là 30k nhá, 30k một cái thanh chắn cửa này, 30.000 một thanh chắn cửa. Nó là dạng bằng xốp nhá, bên dưới thì là một cái dạng nó có một cái lớp vải này, đấy, một cái lớp vải. Đấy, nó vừa chắn được bụi bẩn này, đấy, rồi là côn trùng nó chui vào, rồi là
thấy tình trạng khí khí điều hòa nó lọt ra, đấy, gây tốn điện điều hòa làm là lạnh mất thời gian cái thứ rồi. Đấy các bác mua cho mình cái thanh này về nhá, chắn rất là hay luôn. Đấy. Đấy và ví dụ như là các bác để chẳng may là nhà có hay có trẻ con nữa rồi. Đấy, ví dụ người già đi chẳng may hay bị đá chân kẹt chân vào thì các bác dắt cái thanh vào cũng rất an toàn hiệu quả luôn. Đó, một thanh này nó chỉ có 30.000 thôi. Giá rất là hạt rẻ bình dân mà chiều dài lên đến là 90 cm luôn. Về dùng thoải mái một bên cánh cửa to luôn nhá. Đây. Các bác cùng xem đến cái video về sản phẩm này. Đây. Đấy, về các bác dắt nó vào. Đấy, sau các bác dắt nó căng rồi các bác cắt nó đi. Đấy, và ví dụ như là mình có bụi bặm các thứ nó không thể chui được này. Đấy, đấy. Rất là sạch nhá. Rồi ví dụ như là côn trùng, chuột dán các thứ là nó không chui được nhá. Rất là kín luôn. Đấy, rất là hay quá nhá. Thì chắc chắn phải cần đến cái này. Đây là một cái thanh nẹp xốp chặn khe cửa, công dụng của nó chính là ngăn hơi máy lạnh thoát ra bên ngoài, ngăn bụi bẩn côn trùng vào trong phòng. Bạn hãy thử xem tiền điện máy lạnh mỗi tháng của mình sẽ giảm, rất là bất ngờ đó. Đó, rất hay nhá. Đấy, về các bác sử dụng cho cái cửa nhà mình, đấy, phòng ngủ, phòng khách, những cái chỗ nào mà các bác cần cho vào, đấy, chỉ việc cho vào, đấy, các bác đóng một cái rất là kín luôn, kín mít luôn nhá, ok luôn. Thanh chắn cửa nhá, lên mã thanh chắn cửa một thanh 90 cm, giá sẽ là 30.000 thanh. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây tiếp tục về cái mã hàng đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy, bộ điều khiển từ xa này giá thì siêu bình dân là rẻ, 90.000 một cái bộ điều khiển từ xa thôi. Đấy, trước thì các bác mất rất là nhiều tiền, về cả 100.000, đấy, rồi là 150.000 mới mua được bộ điều khiển từ xa. Đây là đấy, nó về cái lô này giá siêu hạt rẻ để bác nào cũng có thể dùng luôn. Lên mã cho em sẽ cái bộ điều khiển từ xa, khoảng cách điều khiển được là tối đa là 100m nhá. Giá của nó sẽ là đi 90.000 một cái bộ điều khiển từ xa này, 90.000 bộ nhá. Con này nó sử dụng được điện 220 nên là các bác yên tâm nhá. Một bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cái cục nguồn này, đấy, về các bác đấu dây vào đây và đi kèm với bác là một cái tay điều khiển nhá. Tay điều khiển này sẽ có là nút on off này. Đấy, nút on là bật lên và nút off là tắt đi, có thế thôi. Đấy, điều khiển nhìn như kiểu là một chiếc chìa khóa xe ô tô luôn, rất là xịn. Đó, đây. Còn đây là cái cục nguồn chính này. Cục nguồn chính thì sẽ có hai bên nhá, AC input tức là vào. Đấy thì các bác nhìn cho em giúp cho em số này, 1 2 thì các bác sẽ đấu giúp em sẽ là nguồn vào. Vào thì các bác vào trực tiếp giúp em là điện 220 nhá, và 3 4 sẽ là ra. Ra thì các bác ví dụ như các bác muốn điều khiển những thiết bị gì thì các bác đấu ra, ví dụ như là bóng điện này, rồi là cái gì nhỉ, bóng điện này, rồi là những cái thiết bị điện sử dụng, ví dụ như là nồi cơm này, rồi là máy bơm này, các thứ này rất ok. Đây, và đi kèm thì sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để về các bác xài các nhá. Đấy, để về các bác xài con này thì cái giải nó hoạt động được là giải điện hoạt động, nó có thể hoạt động được trong giải điện từ 12 đến 72V luôn. Đấy, và AC là 220 tức là điện 12 nó cũng có thể hoạt động luôn nhá. Đấy, và cái công suất, nhiều bác hỏi công suất của em, cái công suất của con này thì công suất của nó rơi vào khoảng tầm là đi 30A nhé các nhá, 30A, nên là máy bơm khoảng tầm 3-4 ngựa là xài thoải mái luôn, xài thoải mái luôn. Đấy, chỉ việc là các bác đấu nguồn và các bác đứng từ xa bấm cho em cái điều khiển này là tự động là các bác muốn bật lên các bác bấm on, tắt đi bấm off, thế xong mình không cần phải chạy ra bật công tắc, thứ rất là mất thời gian nhá. Đấy, các bác mua cho em cái này về các bác bấm nhá, rất là ok. À, cái bộ này về các bác điều khiển nhá. Lên mã cho em sẽ cái bộ điều khiển từ xa, khoảng cách là 100m nhá, điều khiển được khoảng cách xa nhất là 100m nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 một bộ thôi. Đấy, tiếp tục hàng lại về. Bữa trước thì đang bán hết hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về, cái mã này rất là hot luôn, cứ về đến đâu hết đấy các bạn. Nó đắt hàng dã man luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Khoảng cách thực tế của bộ điều khiển từ xa này là bao nhiêu mét, các bác cùng em kiểm tra thực tế nhá. Lên nào. Với khoảng cách này là 10m này, em bật cho các bác xem này, con này. Đấy, và đấy, vẫn ok. Với khoảng cách này rất là xa rồi. Đấy, bóng đèn nó tít đầu đoạn trắng trắng kìa, thì em bật cho xem này. Đấy, bật này, bóng đèn sáng này và gì ạ, tắt. Đấy, vẫn ok nhá. Với khoảng cách này là 150m rồi. Các bác nhìn nó rất là xa luôn. Em mình ở nút bật này. Đấy, và em mình ở nút tắt này. Đấy, không tắt được nhá. Kinh nghiệm là gì ạ? Các bác nhìn mình phải dơ cao lên. Đấy, thì là mình lại tắt được ngay. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản ạ. Về các bác chỉ việc đấu 2 dây nguồn vào đây này, và 2 dây này thì mình đấu ra bóng đèn này hoặc là máy bơm. Đấy, đều được ạ. Có vài chục ngàn thôi mà các bác không cần phải chạy đi chạy lại bật tắt thiết bị, nó vất vả đâu ạ. Đấy, rất hay nhá. Đấy, về các bác lắp đặt vào dưới em. Hai nguồn vào có nhá, hai nguồn 1 2 là vào và 3 4 là ra, có thế thôi, rất là dễ dàng lắp đặt. Đây nó có cả ký hiệu này, nhưng có cái là bằng tiếng Anh. Đấy, input là vào nhá và output là ra nhá. Đấy, 1 2 là vào, 3 4 là ra, có thế thôi. Và các bác dùng cái điều khiển, các bác bấm xem. Đấy, khoảng cách điều khiển là 100m nhá, điều khiển rất đẹp luôn.
bộ điều khiển từ xa khoảng cách 100m nhá, giá chỉ có 90.000 bộ thôi, giá siêu hạt rẻ mà dùng rất là hay luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ keo gốc nam châm này. Đấy, lên mã thì em sẽ bộ keo gốc nam châm hàng của Kabushi nhá. Hôm nay thì hàng tiếp tục về, bữa trước thì đang bán thì cũng hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá, về chuyên dùng cho các bác làm thợ cơ khí nhá. Con này khi mà các bác sử dụng thì nó có thể keo được góc là 90 độ và keo được một góc là 45 độ nhá, để các bác hàn những cái vị trí khó các thứ, rồi các bác nẹp vào những cái thanh kim loại, thanh sắt ấy, nó hút rất là mạnh luôn. Con này hút mạnh lắm. Đây, em sẽ lấy cho bác xem một cái này. Đó là dạng nam châm những kiểu nó hút kinh lắm, hút khỏe dã man. Đây có gì này, hút mấy cái là dính với nhau. Em xách, chiều em xách lên mấy cái lên nó còn đang dính với nhau đây này. Các bạn nhìn nó hút nó dính với nhau luôn. Đấy, rất là chặt luôn, hút nó dính chặt lắm nhá. Đây nó dính chặt lắm. Đấy. Đó đây không? Đây này. Đó, về các bác dùng để keo góc thôi nhá. Đấy đây. Đó, dính rất là chặt luôn. Đó, keo góc nam châm mình keo góc ví dụ là keo góc 45 độ này. Đấy, 45 độ, keo góc là góc vuông 90 độ này. Đây, 90 độ, 45 độ này, rất ok nhá. Lực hít cực kỳ khỏe luôn. Đấy, lực hít rất khỏe nha đây. Con nam châm nó đây nhá. Đấy, cầm rất chắc chắn, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Và em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái keo góc nam châm. Bên em đang gửi bác một cái keo góc nam châm này về cho anh em thợ hàn, thợ cơ khí làm nghề làm ngủ các thứ, rồi sử dụng gia đình cũng ok luôn. 90k một cái nhá, 90k một cái keo góc nam châm nhá. Lên mã em sẽ là cái keo góc nam châm. Đấy, keo góc nam châm một cái là 90.000 nhá. Đây các bác cùng xem cái thực tế về sản phẩm đây. Đây anh thợ hàn anh sử dụng này. Đấy, ví dụ như là các bác keo những cái con góc vuông này. Đấy, góc vuông 90 độ thôi nhá. Đấy, 90 độ. Đấy, hoặc là góc 45 độ là các bác dùng là các bác keo này. Đỡ mất thời gian mà các bác làm nó rất là nhanh. Các bác nhá. Đấy, làm rất là nhanh, làm nó có công cụ đồ nghề nó hỗ trợ này, các bác làm nó nhanh lắm. Làm nó dễ làm, dễ làm. Đây, các bác thấy không? Rất là hay nhá. Đấy, keo những cái góc vuông, góc 45 độ giờ quá là ok luôn, đỡ phải căn keo nhiều. Dùng cái con này các bác keo xem. Đấy, vừa nhanh hàn nó chuẩn nó chính xác nhá. Đấy mà nó thuận tiện trong cái công việc mình làm. Đấy, giúp đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian mình làm công việc nhá. Rồi, lên mã giùm em xem cái keo góc nam châm, hàng vừa về xong nhá. Rất nhiều bác hỏi cái mã này đang hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. 90k một cái keo góc nam châm nha. Sản phẩm điện âm này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm âm nhá. Đấy, phích cắm âm. Đấy, cái này thì chắc nhiều bác biết rồi, nhưng mà cũng có thể là nhiều bác chưa biết cái mã phích cắm âm này. Đấy thì cái phích cắm âm này rất là hay. Đấy, vì các bác đấu nối những cái thiết bị này, ví dụ như là thiết bị camera này. Đấy, rồi là những cái thiết bị mà cần dòng dây, mà đôi khi là các bác cắt những cái đầu cắm, rồi những cái phích của ví dụ như những cái đầu nguồn đi cắt ra để các bác nối vào dây nguồn, nó rất là phí. Đấy, lãng phí, vừa lãng phí cái phích này, ví dụ sau này mình có chuyển đến chỗ khác mình lại phải đi đấu cái phích khác, nó rất là mất công, thì các bác mua cho em cái phích này về. Đấy, về thì các bác đấu trực tiếp vào dây nguồn. Đấy, vào cái thiết bị điện thì các bác cắm trực tiếp vào cho em. Đó, cắm trực tiếp vào cho em, thế là xong, thế là các bác xài thôi. Nó gọi là cái phích âm nhá. Đấy, bình thường này những cái phích này gọi là phích dương này, vì nó có cái đầu lồi ra thì gọi là phích dương. Còn cái phích này thì nó gọi là phích âm thôi nhá. Hàng của nó sẽ là hàng chân đồng, nhựa để chống va đập chống cháy. Về các bác tháo cho em hai cái lốc ra, đấu cái dây nguồn ở đây. Đấy là nó sẽ cấp điện cho cái phích âm này, và các bác chỉ việc là cắm cái thiết bị các bác muốn xài vào. Đấy là sẽ cấp điện cấp nguồn cho các bác nhá. Đấy thì một cái phích âm này hiện tại em đang bán lẻ, một cái phích âm này giá của nó sẽ là 10.000 một cái nhá. 10.000 một cái. Còn nếu mà các bác mua theo combo 3 cái một. Đấy. 3 cái một thì bên em sẽ bán theo combo cho bác là 20.000 3 cái nhá các bác nhá. 20.000 3 cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái phích điện âm của nhá, phích điện âm này. Phích điện âm. Đấy, phích điện âm. Âm nhá, cái này nó là phích âm nhá. Giá sẽ là 10k các nhá. Mua lẻ là 10k một cái, còn các bác lấy 3 cái nhá. 3 cái thì sẽ có giá là 20.000. 3 cái thì tính ra vào có 7.000 thôi. Còn các bác mua lẻ một cái thì là 10.000 nhá. Đấy, phích điện âm. Đó thì nguyên lý hoạt động của nó là như thế. Về thì các bác ví dụ như là bình thường những cái thiết bị ấy, là các bác có phải đấu trực tiếp vào dây nguồn. Đấy thì rất là mất công, mất thời gian đấu nối nữa, thì các bác mua cho cái này về, chỉ việc là đấu vào cái dây nguồn, nó có nguồn điện, các bác cắm cái thiết bị điện vào, đó, thế là các bác xài thôi, rất là hay. Nó dùng những thiết bị nó một phích, ví dụ như là bóng đèn này, rồi là những cái thiết bị nó có sẵn phích rồi, ví dụ như là camera thứ rồi. Đấy, những cái đấy là nó có sẵn phích rồi, thì các bác về cái phích dương rồi, về các bác chỉ việc là đấu cái này vào dây nguồn, cắm vào cái phích âm của em bán cho bác nhà là xong, xài rất là hay nhá. Đó thì đang gửi bác là một cái phích điện âm như này, với giá sẽ là 10k một cái, còn các bác lấy 3 cái là 20.000 các bác nhá. 3 cái là 20.000, về đấu dây và là xài thôi. Sau đó là cái cây dao
SA78 này. Bữa trước rất nhiều bác hỏi cây dao này, đấy, hôm nay hàng tiếp tục về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao mã là SA78 nhá. Đấy, cây này thì sẽ có giá là 250.000 đồng và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Ở đây mã của nó sẽ là SA78 này, hàng của Columbia của Mỹ nhá, USA này, đấy cờ Mỹ này, rất xịn sò luôn, đấy, hình mặt sói. Con này thiết kế thì hàng của nó sẽ là hàng đúc liền thân nhá, đây hàng liền thân luôn này, tay cầm có ốp gỗ hai đinh tán đầu, đấy, phần trên phần dưới đều được bo góc, bo đầu bo cuối hết luôn nhá, khi bác cầm rất chắc chắn này, cầm rất vừa tay, đấy các bác mang đi rừng đi phượt này, đấy, rồi là đi dã ngoại cắm trại này, mình có một con dao vừa chặt vừa thái này, đấy rồi là anh em mà sử dụng mua về chơi sưu tầm cũng rất là đẹp luôn các nhá. Đấy, nhìn cho bộ sưu tầm nhìn rất ok. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi. Đó, 250.000 các nhá, 250.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao mã sẽ là SA78 nhá. Đấy, SA78. Giá của nó sẽ là đi 250k nhá, 250k. 250k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 250.000 bao ship một cây này nhá. Đó, đi kèm thì sẽ có cả một cái vỏ bao đựng này luôn. Đấy thì khi nào mà dùng thì các bác lấy cái bao đựng này. Đấy, các bác đựng vào đây. Vừa bảo đảm an toàn này, các bác không lo nó bị chạm vào phần lưỡi, không lo bị đứt tay này. Thứ hai là bảo vệ cái phần lưỡi của con dao nhá, không lo nó bị va chạm vào đâu nó sứt mẻ này. Đó. Và đây nó có một cái lỗ đây này. Đấy, ví dụ các bác có đeo vào thắt lưng, mình đeo bên hông nhá. Đấy thì các bác xỏ cái thắt lưng vào đây, các bác đeo bên hông rất đẹp luôn. Đó, nhìn rất là chất. Có cả bao đựng đầy đủ hết luôn. Đấy thì chọn bộ cả bao đựng cả dao là 250k có nhá, 250k bao ship tận nhà luôn. Rất đẹp nhá. Dao có nhìn ngắm lại lần nữa. Quá đẹp luôn, sáng choang luôn. Rất dày nhá, thứ dao nhìn cực kỳ dày luôn. Đấy, và hàng này thì bao sắc bao sáng luôn nhá. Lưỡi sắc lắm, lưỡi sắc kinh khủng luôn. Đó. Hàng sưu tầm nhưng mà lưỡi rất sắc nhá. Đó, đây. Cầm rất vừa tay, ôm tay luôn. Chiều dài tổng thể thì chắc nó rơi khoảng tầm 30 cm, cái phần lưỡi của nó rơi khoảng tầm 20 nhá. Đấy, còn cái phần cán này rơi khoảng tầm 10. Tổng chiều dài nó rơi khoảng tầm 30 cm nhá, 30 cm. Mã dao SA78 nhá, 250k nhá, 250.000 bao ship tại nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì hàng mới shop vừa mới về xong. Đấy, bữa trước thì cũng nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục lại về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mã hàng là bật lửa đồng hồ nhá. Đấy, và em báo giá luôn. Bật lửa đồng hồ này sẽ có giá là 90.000 một cây nhá. Bật lửa đồng hồ. Đấy, bật lửa kim có cả đồng hồ luôn, rất là hay. 90k một cái bật lửa đồng hồ này, 90k một cái. Đấy. Con này thì các bác về các bác chỉ việc bơm ga và dùng thôi. Đấy, hàng mua về sưu tầm này, mua về làm quà biếu tặng này, nguyên hộp rất đẹp luôn. Đấy, cả tem phiếu đầy đủ này. Đó. Đây, hộp chiếc rất đẹp nhá. Đây, đẹp từ hộp này. Còn đây là sản phẩm chính nhá. Đó. Một con bật lửa nhá, kiêm với lại cả đồng hồ, rất ok. Đây. Đây là cái phần công tắc để các bác bấm bật lửa này. Đấy, các bác bấm này, con này nó có đánh lửa tự động luôn nhá. Đấy, các bác bấm là tự động là nó sẽ đẩy lửa lên. Đấy, thì về là các bác bơm ga đây cho em. Đây là cái lỗ bơm ga nhá. Đấy, kiêm chỉnh to nhỏ luôn. Về các bác bơm ga vào đây nhá. Đấy thì hàng này thì hiện tại là nó chưa có sẵn ga đâu. Về thì các bác tự bơm ga vào nhá. Đấy, về các bác tự bơm ga và là các bác xài. Còn hiện tại là chỉ có bật lửa không thôi, không có ga nhá. Đấy, và đi kèm nó có cả đồng hồ, có nhìn đồng hồ đang chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy nhá, rất ok. Đấy thì ở đây nó có cả cái nút chỉnh giờ này. Đấy, chỉnh giờ. Đó thì các bác xoay cho vòng này, khi mà chỉnh đúng giờ thì các bác bấm cho em cái. Đó là nó sẽ chạy luôn. Đó, mặt la mã lên nhìn rất đẹp luôn. Đó. Đây, bấm ở đây là nó sẽ lên lửa này. Đấy, bấm lên sẽ lên lửa, mà khi mà đồng thời các bấm thì tự động cái phần đèn của đồng hồ này nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, phần đèn đồng hồ nó sẽ sáng lên như kiểu một chiếc công tắc nhá, rất là hay luôn. Đó, vừa là một chiếc hộp quẹt bật lửa này, vừa có mặt đồng hồ để các bác chủ động xem giờ giấc nhá, rất ok. Đấy, mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng cho em này, rất là hợp lý luôn. Giá thì sản phẩm hàng mới nguyên hộp như này. Đấy, cả tem phiếu đầy đủ luôn. Thì chọn bộ sản phẩm bật lửa đồng hồ này, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Đó, rất là đẹp luôn, 90k một chiếc bật lửa đồng hồ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, nó là cái dòng dầu gió của Singapore nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái chai dầu gió của Singapore, hàng made in Singapore, hàng sản xuất tại Singapore nhưng mà xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây, đấy, xuất cho thị trường Mỹ. Hàng này thì cam kết với các bác là hàng dầu gió chuẩn chính hãng, và hàng bên em thì hàng sách tay nhá. Đấy, hàng chuẩn chính hãng, hàng sách tay, rất là xịn sò, ok luôn. Hàng này đây, hàng này của nó sẽ là hàng hai nắp nhá, hàng hai nắp rất là xịn. Đây, bóc cho bác một chai này. Mùi thơm này, nóng nhá. Đấy, mùi thơm và nóng. Đây, hàng giấy tờ đầy đủ này. Đó, phiếu giấy đầy đủ nhá. Còn đây là sản phẩm này. Đó, đây. Có thấy không? Đây này. Singapore này, USA này. Đấy, xuất cho thị trường USA nhá. Đấy,
hạn sử dụng đến 2028 nhá, nên yên tâm. Hàng này của nó là hàng hai nắp nhá, hàng hai nắp thì thiết kế rất hay đấy, chống chỉ định ví dụ như là trẻ con chẳng may là chúng nó có sờ vào thì chúng nó không thể mở được nhá. Đấy, còn khi mà các bác muốn mở các bác ấn cho em xuống này, ấn cho em xuống, ấn xuống đấy, sau đó các bác xoáy, các bác ấn mạnh xuống nhá, ấn mạnh, ấn mạnh xuống, sau đó các bác xoáy thì nó mới ra đấy. Nhiều khi về các bác bảo là sao xoáy mãn không ra thì đấy, về các bác phải ấn xuống nhá, vừa xoáy vừa ấn nhá, đó vừa xoáy vừa ấn thì nó mới ra được nhá. Còn nhiều khi là các bác xoáy bình thường nó không ra đâu, vì hàng này của nó là hàng hai nắp đấy, chống trẻ con nghịch đó. Thì đó, thì về các bác cứ nhận hàng kiểm tra mở ra đó, các bác cứ test thử cho em thoải mái luôn. Mùi thơm nóng nhá, mùi thơm nóng, hàng cam kết với các bác là hàng chuẩn dầu gió của Singapore đấy, hàng chuẩn dầu gió của Singapore, nên là các bác yên tâm về chất lượng nhá. Đấy, hàng cam kết chính hãng bác luôn đó. Rồi báo giá bác luôn nhá, hiện tại em đang bán một cái chai dầu gió của Singapore này. Đấy, các bác nhìn cái tem bảy màu nổi lên này, đó hàng chuẩn chính hãng này, LAUSA này đấy, Singapore. Giá một cái chai dầu gió Singapore này, giá của nó sẽ là 50k một chai, 50k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là dầu gió, dầu gió Singapore 50k, hàng xuất đi Mỹ nhá. Đấy, hàng xuất đi Mỹ rất xịn luôn đó, cực kỳ ok. Một chai này sẽ là 24ml nhá, 24ml. Xong rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là dòng thiếc và nhựa thông nhá. Đấy, thiếc và nhựa thông, một cái cuộn thiếc 100g như này, bây giờ em đang gửi bác giá thì siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn thiếc Hàn nhá, 100g, giá của nó sẽ chỉ có là đi 30k thôi. Giá này thật sự bác là giá này là giá bên em bán gọi là bán thêm hàng cho bác thôi, chứ tính ra một cái cuộn này thì không lợi nhuận luôn. Đấy, 100g mà chỉ có 30.000. Bình thường các bác mua một cái cuộn 100g này nó rơi khoảng tầm là đi những cái shop khác là bán khoảng tầm 60-70.000. Đấy, bên em gọi là bán giá gọi là giá ưu đãi bác thôi, giá chiên thôi, chứ thực ra cuộn này không lợi nhuận luôn. Đấy, 100g luôn, nặng trịch với nhá, rất nhiều thiếc luôn, 100g thiếc mà nhiều lắm. Đó, mà giá nó chỉ có 30.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ cái cuộn thiếc 100g nhá, 30k. Đó, rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái hộp nhựa thông. Đấy, hộp nhựa thông này thì nó nhỏ nhỏ xinh nha. Đấy, nói chung là thiếc thì các bác dùng nhiều, thì nhựa thông thì mình dùng ít đó, thì các bác có thể mua cho em hộp nhựa thông này về. Đấy, các bác hàn gia đình, hàn ít thì mình mua cho em cái hộp này về. Một hộp nhựa thông này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 10k các nhá, 10k một cái hũ nhựa thông nha. Lên mã giúp em rất là cái hộp nhựa thông đang gửi bác là 10k. Đấy, chỉ có 10.000 thôi, một cái hộp nhựa thông nha các nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã pin 23A các nhá. Đấy, mã pin 23A 12V. Đấy, pin này để về các bác lắp vào điều khiển ở cửa cuốn này, rồi là ở remote điều khiển từ xa, rồi về các bác có thể là chế đồ, chế đạc các thứ ra. Ở đây 23A 12V các nhá. Đấy, thông số của nó 23A 12V, có cực âm cực dương đầy đủ luôn. Đây, âm đây, âm đây, dương đây nhá. Đấy, đây. 23 12V về lắp vào điều khiển remote nhá, điều khiển từ xa, rồi là điều khiển cửa cuốn các thứ ra. Đấy, đồ chế cháo cho em ok luôn. Một viên này hiện tại em đang bán cũng giá cũng rất là hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 một viên thôi nhá, 10.000 một viên pin 23A 12V nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là pin 23A 12V, đang gửi bác một viên này là 10.000 nhá, đang gửi bác là một viên 10.000 một viên nhá, 10k một viên pin nha. Cây nhíp kẹp này, đấy, cây nhíp kẹp của Vetus này, cây nhíp kẹp này thì về các bác dùng để kẹp kẹp linh kiện điện tử này. Đấy, rồi là những cái đồ mà nhỏ xíu ấy, ví dụ như là mình có thể dùng để nhặt, ví dụ như là nhặt nhặt chỉ, rồi là các bác mua về ví dụ như là có những cái món ví dụ như là yến trưng ấy, rồi là tổ yến ấy mà nó dính rất nhiều lông ấy, thì các bác về dùng cho mấy nhíp này các bác kẹp ra, rồi là ví dụ anh em thợ thuyền dùng để nhép gấp ví dụ như là gấp đồ linh kiện điện tử, những cái đồ nhỏ thì các bác mua cho cái cây này. Đấy, đây cái phần mũi nó như kiểu là đầu kim này, rất là nhỏ, và gấp những cái ví dụ như là những cái dạng siêu nhỏ, ví dụ như là những cái sợi chỉ này, các bác nhìn em gấp này, đó những sợi chỉ này, đó thấy không, có thấy không, sợi chỉ gấp phân một luôn nhá. Đấy, vì cái phần đầu kẹp nó rất là nhọn, nó rất là dễ dàng sử dụng. Đó, một cái cây nhíp kẹp này thì bên em gửi bác giá sẽ là 15.000 một cây nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây nhíp kẹp. Đấy, cây nhíp kẹp hàng của Vetus này, giá của nó sẽ là 15k một cây. Đấy, 15k một cây nhíp kẹp nhá. Lên mã cho em cái cây nhíp kẹp dùng để mình kẹp nhíp những cái chân linh kiện các thứ ra, 15k một cây, 15k thôi, giá rất là rẻ bình dân, 15k một cây nhíp kẹp nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây dao siêu tầm S1 này. Đấy, cây này thì giá thì cũng siêu bình dân. Lên mã cho em sẽ cái cây dao siêu tầm S1, cây này đẹp lắm. Đấy, mua về siêu tầm, mua về sử dụng.
Một cây này thì tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây. Hàng sắc lắm, hàng lưỡi cực kỳ sắc luôn. Đấy, hàng lưỡi sắc nhá. Mua về sưu tầm này, mua về sử dụng này. Đấy, mua về mình đi rừng đi phượt đi chơi. Đấy, có con dao mình chặt thái hoa quả cũng rất ok, nhỏ gọn tiện lợi nhá. Có kèm cả một cái bộ bao đựng đi kèm này. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp này, à vân đá lên rất ok. Một cái cây này thì giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao sưu tầm. Đấy, dao sưu tầm S1 nhá. Mã của nó sẽ là S1. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30k một cái cây dao sưu tầm S1 này, 30k một cây. Đó, mua về sưu tầm, mua về sử dụng. Cắt thái đi cho em rất ok, sắc bén lắm. Đây. Hàng rất đẹp luôn. Đó, nhỏ gọn xinh xinh. Chiều dài rơi khoảng tầm 20 cm nhá. Đấy, 20 cm. Đó, nhỏ nhỏ xinh, có cả cái bao đựng này. Nhìn như kiểu một cây kiếm luôn cô nhá. À, dao sưu tầm S1 nhá. Giá đang gửi bác là 30.000. Một cái cây dao sưu tầm S1 này chỉ có 30.000 thôi. Đó, rất đẹp, có cả bao đựng này rất ok. 30k một cây. Dao sưu tầm S1. À, bắt đầu đang vào mùa muỗi này. Đấy, muỗi rất nhiều, miền Nam, miền Bắc, đấy, miền nào hiện tại cũng đang rất nhiều muỗi nhá. Thì các bác sắm ngay cho em một cái con máy đuổi muỗi của Hacker này. Đấy, con này đuổi muỗi rất hay luôn. Đó, thì một cái bộ sản phẩm máy đuổi muỗi này sẽ có giá là đi 60k nhá, 60k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi Hacker nhá. Máy đuổi muỗi nhá. Cái này thì nó chỉ có đuổi muỗi chứ không diệt được muỗi ạ. Đấy, nó đuổi muỗi. Tránh xa khu vực mà khi mà các bác bật cái đèn này lên thì nó sẽ tránh xa ra. Đấy, ví dụ các bác có thể là cắm trong phòng ngủ này, rồi là phòng khách, những cái chỗ nào nhiều muỗi mà các bác hay làm việc rồi là ngủ nghỉ ra thì các bác cắm vào đây. Đấy, nó sẽ đuổi sạch muỗi đi nhá. Cái này thì hàng của nó không mùi nhá. Đấy, không mùi, không vị và rất an toàn với con người nên là có yên tâm nhá, dùng thoải mái luôn. Đó, một cái máy đuổi muỗi Hacker này giá của nó sẽ là 60k một máy nhá, 60k một máy. Còn nếu các bác muốn mua thêm cái lọ tinh dầu để về các bác dùng thêm thì hiện tại em đang bán thêm một cái lọ tinh dầu như này là 20k một lọ nhá, 20k một lọ tinh dầu này. Một lọ tinh dầu này dùng được là 480 tiếng nhá. Đó, con này đuổi muỗi rất là nhạy luôn. Những cái chỗ nào nhiều muỗi là các bác cứ cắm vào cho em. Đấy, bắt đầu là giờ chập tối, bắt đầu có muỗi thì các bác cứ cắm vào cho em. Đấy, đi đây. Một cái bộ máy này thì máy đuổi muỗi sẽ có là một máy nhá, một thân máy này. Đấy, một thân máy dây nguồn sử dụng trực tiếp nguồn 220 nhá, các bác cắm vào. Đấy, sau đó có bật công tắc lên. Đấy, đây ở đây nó có công tắc này. Đó, các bác bật cái công tắc này lên là các bác xài thôi. Đấy, và đi kèm là một cái chai tinh dầu nó có sẵn ở trong này rồi. Đấy, thì một bộ đây là một máy và một chai tinh dầu, một bộ như này là 60.000 rồi các bác này. Đấy, một bộ như này là 60.000. còn nếu mà các bác muốn mua thêm tinh dầu để về các bác dùng thêm thì một lọ tinh dầu này đang gửi bác là 20k nhá. Đấy, 20k một cái lọ tinh dầu đuổi muỗi nha. Còn một cái bộ máy đuổi muỗi là một bộ này là 60.000 thôi nhá, 60.000. Cái này thì đây về rất dễ xài, cắm trực tiếp vào cái điện 220 cho em. Đấy, sau đó là các bác mở cái nắp ra này. Đấy, lấy cái chai này ra. Đó, xoáy em mới lắp này ra, hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Đó, sau đó các bác lắc đều nhá và các bác xoáy nó vào đây. Đấy, xoáy vào đây. Thì đây nó đã có sẵn cái bấc của đấy nhá. Cái bấc của đấy thì các bác bật công tắc lên thì ở trong này nó sẽ có cái mai so nó đốt nóng, thì cái phần bấc nó sẽ nóng lên và nó sẽ bốc cái hơi lên. Thì khi mà con muỗi nó ngửi cái hơi này nó sẽ chạy xa này. Nó sẽ tránh xa khu vực mà các bác thắp đèn lên. Đấy, thì lên mã giúp em sẽ là cái máy đuổi muỗi Hacker, một bộ là một máy và một chai tinh dầu có sẵn thì là 60.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm một lọ tinh dầu hoặc là hai lọ tinh dầu hoặc là nhiều, mua thêm nhiều lọ để về các bác xài thêm thì một lọ tinh dầu này là 20k một lọ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp tinh dầu Dubai nhá. Lên mã em sẽ cái hộp tinh dầu Dubai này. Đấy, hàng made in Dubai rất xịn luôn. Đây, một hộp này sẽ gồm có là 5 chai 245 và nó sẽ có là 5 mùi hương khác nhau nhá. Cái này dùng cho cả nam cả nữ đều được luôn. Đấy, nó là một cái dạng tinh dầu thơm ạ, tinh dầu thơm. Bình thường là các bác cứ hay xài những cái loại nước hoa. Đấy, nhưng nước hoa thì nó là pha với lại nước nó loãng rồi, nhưng dạng này là hàng của Dubai, là nó là chiết xuất đặc 100% luôn, nên là thiết kế trong những cái chai rất là nhỏ này. Nhỏ nhưng mà nó là hàng đặc nhá, hàng đặc, hàng siêu đặc luôn. Đấy, nên là mùi rất thơm, lưu hương lâu. Đấy, cái này thì các bác có thể là xức lên quần áo này, để trên xe ô tô này, để trong tủ quần áo này, hoặc là làm thơm phòng, thơm nhà, rồi là xức thơm cơ thể nhá, đều được luôn. Đó, sử dụng rất đa năng nhá. Các bác chỉ việc lấy ra xức cho một vài giọt, đấy, một vài lần lăn thôi là nó rất là thơm luôn, và thơm rất là lâu, mùi hương rất thơm, thơm rất lâu nhá. Đây nó là dạng con lăn này cô nhỉ. Đấy, nó là dạng con lăn. Đấy, dạng con lăn nhá, thì các bác chỉ việc lăn vào những cái chỗ nào các bác muốn thơm các bác lăn vào. Đấy, và lưu hương thôi nhá. Mùi hương thơm lâu.
đấy, thơm đấy, mở ra cái rất thơm luôn mà còn chưa lăn nha, nhưng mà mở ra cái rất là thơm rồi đấy, hàng made in Dubai này, nguyên hộp này luôn đấy, đằng sau này đấy, mã code QR nhá đấy, made in UAE đấy, rất ok luôn. Một cái hộp chai tinh dầu Dubai 5 lọ này, lên mã giúp em sẽ là cái chai nước hoa Dubai hoặc là lọ tinh dầu Dubai đều được. Đấy, một lọ này là một hộp này là 5 lọ, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Một cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ nhá, 70k một hộp. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ mũi khoan kèm cả tarot trong nhá. Đấy. Thì nhiều bác hỏi cái bộ này, một cái bộ này thì sẽ gồm có là 6 mũi này, 6 mũi. 3 này 4 5 6 8 10 nhá. Đấy, 3 4 5 6 8 10. Đựng trong chiếc hộp rất đẹp. Đây. Đấy, dòng này nó là dòng dạng thép gió nhé, phủ một lớp titan, siêu sắc luôn. Đấy. À, vừa khoan vừa tạo tarot đen trong nhé, rất xịn. Cái đầu này của nó đầu lục giác nên là các bác có thể lắp vào trong máy khoan pin cái thứ cho em ok luôn. Đấy, một hộp này thì 5 mũi các nhá, 5 mũi này. 3 4 5 6 8 10 nhá. 3 4 5 này, 6 8 10. Đấy, toàn những cái kích cỡ phổ thông để về các bác vừa khoan vừa tạo tarot đen trong nhá. Rất là hợp lý luôn. À, một bộ này thì em gửi bác giá sẽ là 100k bộ, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ tarot đen trong nhá, bộ tarot gian trong đấy, một bộ này là 100k đấy, một bộ 100k nhá, 5 mũi nhá, 3 4 5 6 8 10 đấy, 5 mũi rất sắc bén luôn, vừa khoan vừa tạo tarot đen trong, đầu chân lục giác về lắp máy khoan pin máy khoan cầm tay em ok luôn đấy, rất đẹp, đựng trong hộp hiếc ngon lành nha, là 100k một bộ nhá, 100k một bộ. Cho em sẽ là ổ điện U5, mã của nó sẽ là U5, báo giá bác luôn là 250.000 một cái bộ bộ điện nhà, và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Dây của nó dài sẽ là 5m nhá. Hàng này thì hàng nó là hàng bãi nhá, hàng bãi dạng hàng thanh lý coi nhá, hàng thanh lý nhưng mà còn mới nguyên hộp luôn. Đấy, em kiếm được cái lô này là hàng của nó nguyên hộp luôn. Đấy, rất đẹp. Đây, hàng của thương hiệu là Akira nhá, Akira. Đó, mà Made in Japan này, mắc công suất chịu tải lên đến là 3.500W nhá, sử dụng điện 110 hoặc 220 đều được này, 50-60Hz nhá. Đó, Made in Japan uy tín chưa các bác ơi. Đó, cực kỳ đẹp. Ổ thì nhựa chống cháy, chống va đập, chống vỡ nhá. Dây nguồn của nó sẽ là dây nguồn dài 5m nhá, cực kỳ to chắc chắn luôn các bác, nhìn cái đầu cắm này, rất to chắc chắn luôn. Đó. Ổ này thì sẽ gồm có là 5 ổ nhá, 1 2 3 4 5, tổng là 5 ổ nhá, và đi kèm từng ổ một là đều có công tắc an toàn hết luôn, rất tiện dụng nhá. Các bác dùng ổ nào thì các bác bật ổ đấy lên, không dùng thì mình tắt đi, rất an toàn, tiện dụng luôn. Đó. Và mỗi ổ là đều có đèn báo hết này. Đấy, và có những cái lỗ chống trẻ con sờ tay vào này, các bác nhìn này. Đấy, những cái núm che. Đấy, các bác cắm thì nó sẽ đẩy xuống, còn không là tự động là nó sẽ đẩy lên. Chống tình trạng ví dụ như là trẻ con cái thứ là nó hay chọc vào ấy thì nó hay bị giật đấy, thì ở đây nó có cái lỗ đây đấy, chống trẻ con thứ là nó chạm tay vào, rất rất an toàn, thiết kế cực kỳ thông minh chắc chắn nhá, cầm ổ chắc nịch luôn đấy. Thì bữa trước em đã bán rồi nhưng mà số lượng nó cũng ít đấy, đợt này thì về thêm một ít nữa, chắc khoảng tầm 30-40 ổ đấy, thì bác nào nhanh tay và ưng cái mã này, từ cái mã từ hôm trước chưa đạt được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, đó khi mà bật lên thì nó sẽ có lên từng đèn báo ở từng ổ một thôi nhá. Đấy, còn nếu mà các bác không dùng thì mình có thể tắt đi, rất an toàn rồi, ok luôn. Đấy, và rất là tiện nha các bác nhá, nó sẽ có công tắc riêng từng ổ luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ an toàn. Đấy, rất ngon lành nhá. Made in Japan này, mắc công suất sẽ là được 3.500W các bác nhá, 3.500W, các bác cắm được rất nhiều thiết bị luôn. Đó, về các bác sử dụng cắm một quả ổ này là các bác cắm rất nhiều thiết bị luôn, chân dẹt, chân tròn, 3 chân, 4 chân thì các bác cắm được hết cho em luôn nha, cắm được hết luôn, ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5, báo giá bác luôn là 250.000 ổ và bao ship cho bác tận nhà. Dây của nó dài là 5m nhá. Đấy, báo bác luôn là hàng là thuộc dạng hàng hiếm nhá, chứ không phải là hàng có sẵn đâu. Nên là bác nào mà tranh thủ mà ưng cái mã này thì mua luôn chốt đơn nhá, để tránh trạng như lần trước là nhiều bác bảo đợi mãi mà không thấy hàng về rồi là chốt nhanh quá chưa kịp chốt. Đấy, thì vì hàng nó là hàng hiếm, hàng đẹp mà. Đấy, lâu lâu về được những cái lô mà hàng nó đẹp nó chất nhá. Đấy, các bác tranh thủ mà ưng cái mã này thì chốt luôn, 250k bao ship cho bác tận nhà luôn. Ổ điện mã U5 nhá. Đấy, hàng made in Japan. Sản phẩm tiếp theo thì cũng theo nhu cầu của rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, thì hôm nay mình shop về được cái mã bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ chuyển đồ cũng được. Đấy, bộ di chuyển đồ cũng được. Giá của nó em báo luôn 70.000 bộ thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đó, thì mắc chịu tải của nó sẽ được là 150kg nhá. Đấy, khá là khỏe luôn. Đi kèm bộ sản phẩm sẽ gồm có là bốn cái đế, nó có bánh xe và một cái đòn bẩy nha. Đấy, bốn cái đế và một cái đòn bẩy nha các nhá.
Đấy, hàng này là hàng của Việt Nam nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, người Việt ủng hộ hàng Việt, bộ chuyển đồ giá thì bình dân hàng rẻ chỉ có 70.000 bộ thôi, giá siêu tốt luôn. Về các bác di chuyển đồ đạc rất tiện dụng luôn nhá, di chuyển đồ này, rồi là ví dụ như là giường tủ này, rồi là tủ lạnh các thứ, rồi là chậu cảnh những kiếp thứ cũng rất tiện luôn nhá. Đây một bộ nói nhầy các bác nhá, trên hình em quay qua đây trên video thực tế đây. Đấy, sẽ gồm có là một cái đòn bẩy này bằng sắt cứng luôn nhá. Đấy, bằng thép cứng luôn, có phần bánh xe này, còn cái phần này phần lách, các bác lách vào trong cái khe tủ các thứ là các bác kênh lên. Đấy, cái này là kiểu dạng cái kích ấy, cái kích cái đòn ấy. Đấy, các bác kích nó lên, sau đó là các bác lấy cái bánh xe này các bác đút cho em vào, đút vào cái chân đấy, sau đó các bác cho vào bốn cái chân đấy, các bác bắt đầu các bác đun đi thì nó sẽ có bánh xe rất là trơn luôn. Đấy, nó chịu tải được là 150 kg mà rất khỏe luôn nhá. Ở đây nó có cả một cái miếng cao su này đệm và để khi mà các bác di chuyển đồ nó không bị trơn trượt lung lay nhá các bác nhá. Đấy, thì đây khi mà di chuyển đi đi lại nó rất là trơn tru, không nhìn này. Đấy, rất là trơn tru luôn các bác nhá, rất là hay. Đấy, nó có bánh xe nên khi mà các bác đẩy để lại mình có điều chỉnh di chuyển rất tiện dụng luôn. Đấy, và một cái đòn bẩy nha. Đấy, một bộ chọn bộ nha, nó chỉ có 70.000 thôi. Đấy, về các bác sử dụng làm được rất là nhiều việc luôn. Đấy, đặc biệt là những cái đồ nặng là đôi khi mà các bác cứ phải đi mượn người cái thứ khênh nó rất là vất vả nhá. Đấy, mà thứ hai là nó phiền. Đấy, các bác mua cho cái bộ này về, các bác kê vào. Đấy, kích lên xong rồi các bác cho cái này vào và các bác cứ đun đi đun lại cho em rất tiện dụng mà rất là hay. Đó, 70.000 bộ thôi nhá. Lên mã cho em xem cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng nhá. Đấy, bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng 70k bộ nhá. Mắc trọng lượng của nó sẽ được là 150 kg. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này dùng hay lắm. Đây bác cùng coi này, cho các bác coi về cái bộ mã hàng này cũng nhá. Bộ dụng cụ di chuyển đồ đây. Các bác còn phải cật lực di chuyển đồ đạc khó khăn như thế này ư? Bỏ ngay đi nhé. Đây, các bác sắm ngay cho em cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đạc này về mà dùng. Đó, có phải vừa nhanh mà lại rất an toàn hơn không? Tay nâng chất liệu thép cứng nhà, kết hợp hệ con lăn bánh xe di chuyển làm bằng nhựa ABS bền bỉ, nên nó chịu được sức nén cao tối đa lên đến 150 kg, giúp giảm tới 50% trọng lượng, di chuyển đồ đạc một cách an toàn mà lại nhanh chóng. Như này thì kể cả chị em phụ nữ chân yếu tay mềm vẫn dễ dàng sử dụng. Hơn thế nữa, bác nào dọn nhà mà hay đau lưng mỏi gối thì dùng cái này dọn dẹp vệ sinh là quá là đúng bài luôn. Vì vậy còn chần chờ gì mà không dinh ngay một bộ về để trải nghiệm nào. Đấy, thấy không, chỉ việc là các bác lấy cái đòn bẩy nha, các bác bẩy nó lên. Đấy, bẩy nó lên, sau đó các bác đút nó vào. Đấy, đút nó vào vì nó có bánh xe mà. Đấy, các bác cho nó vào và bắt đầu là các bác cứ thế các bác đun đi thôi. Rất nhàn luôn. Đấy, các bác nhìn này, tủ người ta kéo lên nhẹ không này, giường giếc này. Ngon lành luôn nhá. Đó, thấy không? Rất hay luôn, cực kỳ là hay. Đó. Kéo đi kéo lại, đun đi đun lại cực kỳ là thông minh và nhanh chóng các bác nhá. Đó, rồi là kể cả chị em phụ nữ chân yếu tay mềm cũng có thể làm được cái sản phẩm này luôn. Cũng có thể sử dụng được cái bộ luôn, rất là hay. Đó, đúng bài luôn. Rồi. Lên mã giúp em xem cái bộ di chuyển dụng cụ di chuyển đồ đa năng 70.000 một bộ này. Đấy, một bộ như trên hình các bác đang coi nhá. Bốn cái chân và một cái tay đòn bẩy, 70.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em về tiếp cho bác cái mã gen con nhật này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gen con nhật bên nhà em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng ít ít một không, thì nhiều khi các bác là dùng không hết. Đấy, thì đây bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ nhỏ này là 10.000 một bó nhá. 10.000 bó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gen con nhật này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này, thì em đã cắt sẵn ra. Đấy, và gói nhỏ nhỏ thành một bó này. Đấy, của nó sẽ là 5 sợi nhá. 5 sợi từ to đến nhỏ này. 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá. Sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng gen con nhật nhá. Khi mà các bác hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào nhá, thay kiểu dạng băng dính điện các thứ ra thì các bác chuyển sang dùng cái gen con nhiệt cho em. Đấy, các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy, thì ở đây một cái combo này nó chỉ có 10.000 thôi, về các bác dùng gia đình các thứ ra. Đấy, gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục này, nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bỏ ra cho giúp em là 10.000 một cái combo 5 sợi gen con nhiệt đã bó sẵn vào thành một bó nhỏ nhỏ này các bác nhá. Đấy, thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gen con nhiệt nha, thì sẽ có giá là 10.000 thôi nhá. Giá 10.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy. Một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10.000 luôn. Giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10.000. Về dùng gia đình một bó là cho em thả mã rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít. Bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 này thì thả mã luôn rồi. Đó. Một bó gen con nhiệt đó, hoặc là một combo 5 sợi gen con nhiệt này là 10.000 một combo nhá. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá.
keo này thì siêu cứng luôn đấy các bác, bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này, đấy vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên, đấy các bác cho đây các bác đẩy lên và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu màu đen này, trộn trộn thật đều lên. Đấy sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu cần 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 chóc vào. Đấy sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k một típ này là 100ml nhá, đấy một típ này là 100ml đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về được cái lô chảo tổ ong này, rất là xịn luôn. Đấy lô chảo tổ ong nhá, cực kỳ ok này. Đấy về các bác xào nấu rán riếu đây cho ăn thoải mái luôn. Đường kính chảo này sẽ là 28cm, em báo giá luôn 120.000 một cái cây chảo tổ ong nha. Đấy chỉ 120.000 một cây thôi. Về dùng rất là xịn sò ngon này. Tay cầm này, đấy chắc chắn ok luôn. Đây còn đây là phần lòng chảo này. Đấy lòng chảo 28cm khá thoải mái. Về các bác sán rán xào nấu đây cho em thoải mái luôn. Đây toàn bộ là vân nó thiết kế dạng vân tổ ong nhá. Về các bác xài. Đấy thì cái này xài nếu mà các bác muốn rán thì các bác phải cho già dầu lên. Đấy thì rán là nó mới ok được, vì cái chất chảo của cái dạng tổ ong mà nó là nguyên lý hoạt động của nó như thế, các bác phải cho già dầu thật nóng dầu lên. Đấy thì rán thì nó mới đỡ dính thôi nhá, nó không dính không ạ. Còn khi mà các bác để dầu yếu, lửa yếu ấy, là rán nó rất là dễ dính không nhá. Cái đặc nguyên lý động của chảo tổ ong là nó là như thế nhá, chứ nhiều khi về các bác không biết xài, không biết dùng, các bác bảo là chảo này nó không chống dính cái thứ rồi nên rất là khó. Đấy, còn về các bác xào nấu thì em thoải mái luôn con này, nói chung là về khá là bền, dùng con này thì cực kỳ bền rồi, chắc chắn chất lượng. Mà giá nó bình dân, nó chỉ 120.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ cái cây chảo tổ ong nhá, 120.000. Đường kính của nó khá là to, 28cm. Về các bác dán xào nấu vào đây cho em thoải mái luôn. Đấy, 120k một cái nhá, chảo tổ ong. Tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k một hộp keo đa năng nhầy. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một típ keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polykia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1.200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, có rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bạn nhìn cái dàn led của nó này, quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng kết hợp là những cái màu đen xám, nó
màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này, đấy một cái thanh báo pin đó, và đây là cái phần công tắc này, đấy công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá, đấy một cái chân sạc, một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình, đấy có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn, đấy cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này, đấy để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm ở đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic, đấy hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn, rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy một dạng đèn pin đa năng, đấy cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây, bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy khoảng tầm 10 cm, bản rộng là 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn, đấy xách đi xách lại dùng rất tiện, hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó con này thì đây em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó một đèn này, hai chế độ sáng này, đó ba chế độ sáng. Đấy nó còn chế độ sáng rộng này thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy dùng để ăn cơm, rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó rồi đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy bên này, còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này, bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy đèn sáng rộng. Đấy nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này, đấy các bác để này, các bác đá lên trần hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy rất sáng nhá, cực kỳ sáng. Đấy cực kỳ sáng này. Đấy ngoài ra là sáng vừa này. Đó rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy nháy cảnh báo rồi nó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy đèn pha xa này nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó tổng quan đây. Đấy có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy chủ động các bác sạc vào dùng rất là tiện. Đấy xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó cầm nắm rất là vừa tay. Đó và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng được. Đấy rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon lành. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bạn nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy sáng rộng sáng xa các bạn nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn bằng một cái đèn này thôi. Các bạn nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bạn nhìn này, nét cứng luôn. Đấy điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, cột điện này, đấy sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này, các bạn nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây, các bạn nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không các bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn, đó rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các bạn nhìn bụi cây này, con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim soi cò rồi soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này, đấy sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy ở đây
ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này. Nó về nó quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy thoải mái, các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi đây là ở phần bên này. Đấy sẽ bật bên này chưa. Đó bật bên này. Đấy bật bên này có nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa? Đấy nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy sáng hai bên này luôn này. Đấy rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin thì em đang đi này. Đấy các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy có nháy cảnh báo SOS này, tắt đi này. Đấy tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng cho các bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.